Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 101. Mọi người dưới võ đài đều rất kinh ngạc. Một giây trước Đường Hạo đang triệu hồi quỷ khí đầy trời, sao giây tiếp theo Đường Hạo đã quỳ xuống rồi. Trong khi mọi người còn đang chẳng hiểu chuyện gì. Diệp Bắc Minh dùng 5 ngón tay bấm một cái. Bùm! Với một tiếng rên, cơ thể của Đường Hạo biến thành một làn xương máu, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại 6 khối xương rồng chí tôn trôi lơ lửng giữa không trung. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, cất vào chiếc nhẫn chứa vật. Đường Hạo chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao Đường Hạo lại đột nhiên bị đánh bại? Khán giả dưới võ đài hoàn toàn bị sốc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh như nhìn thấy quỷ vậy. Lạc Khuynh Thành mừng đến chảy nước mắt, thắng. Thật tốt quá, thắng rồi. Sắc mặt già nua của Đoạn Thiên Tuyệt trắng bệch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ ông ta, mọi người của Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, Trấn Hồn Tông. Đám người tông chủ của Vạn Thần Tông, Thanh Huyền Tử, Độc Cô Bá Đạo đều có vẻ nghiêm túc. Mặc dù khiếp sợ khi Đường Hạo đã chết nhưng không phải không thể chấp nhận. Câu hỏi đặt ra là chính xác đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra từ lúc quỷ khí xuất hiện, cho đến khi Đường Hạo quỳ xuống đất? Diệp Bắc Minh không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh võ đài, trực tiếp đi đến trước mặt Lạc Khuynh Thành, đi cùng anh nhé. Đoạn Thiên Tuyệt khẽ quát một tiếng, thằng nhóc kia, dù cậu thắng nhưng tôi cũng không nói cậu có thể dẫn Lạc Khuynh Thành đi. Tôi đã quyết dẫn người đi, ông có thể ra tay ngăn cản. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nhìn Đoạn Thiên Tuyệt, nếu không thì ông có thể thử xem. Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, tông chủ của Vạn Thần Tông, Thanh Huyền Tử, Độc Cô Bá Đạo và những người đứng đầu các đại tông môn đều ngừng thở. Diệp Phong này cũng quá ngông cuồng. Lại dám nói chuyện với thánh tổ của Điện Thần Hoàng như vậy. Chắc chắn là đang khiêu khích. Một giây kế tiếp, một áp lực từ tổ cảnh ngưng tụ, sắc mặt của tất cả người tu võ xung quanh đều có chút trắng bệch. Tổ cảnh uy nghiêm, sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự khiêu khích kia? Đột nhiên, để cô ấy tự chọn đi. Giọng nói của Nghê Hoàng vang lên. Đoạn Thiên Tuyệt cảm thấy như bị ai dội gáo nước lạnh lên đầu. Ông ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, sau đó lại nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, chỉ cần cô chọn đi cùng cậu ta, sau này cô sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Điện Thần Hoàng nữa. Không hề che giấu sự uy hiếp chút nào. Lạc Khuynh Thành cắn đôi môi đỏ mọng, chủ động đi đến sau lưng Diệp Bắc Minh, tôi nguyện ý đi cùng anh ấy. Dưới ánh mắt của mọi người, hai người nhanh chóng rời đi. Chân trước vừa rời đi. Toàn bộ quảng trường của Điện Thần Hoàng nổ tung. Chỉ có một vài ánh mắt, không ngừng lóe lên nhìn về hướng mà Diệp Bắc Minh rời đi. Vừa rồi lúc biến mất đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt của tông chủ Vạn Thần Tông trở nên u ám. Khuôn mặt già nua của Thanh Huyền Tử ngưng trọng, ông thực sự cho rằng thời gian biến mất sao? Chẳng lẽ không phải à? Tông chủ Vạn Thần Tông hơi sửng sốt. Thanh Huyền Tử nhìn về phía Độc Cô Bá Đạo. Anh Độc Cô, ông cảm thấy thế nào? Độc Cô Bá Đạo trầm mặt, quốc sư có nghĩ giống tôi không? E rằng là vậy. Thanh Huyền Tử gật đầu. Tông chủ Vạn Thần Tông nóng vội, các người cũng đừng úp úp mở mở nữa, rốt cuộc các người đang nói gì vậy? Thanh Huyền Tử mỉm cười, ông cho rằng có thể khiến hàng trăm ngàn người ở đây cảm thấy thời gian cùng lúc biến mất à? Ý của ông là... Tông chủ Vạn Thần Tông có vẻ nghi ngờ. Đột nhiên, thân thể của ông ta run lên, chờ một chút. Ý của ông là thời gian không hề biến mất mà chỉ tạm dừng lại thôi. Trong nháy mắt, tông chủ Vạn Thần Tông có một cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngay trước mặt hàng trăm ngàn người, trực tiếp khiến thời gian ngừng lại. Đây là bản lĩnh gì? Thanh Huyền Tử nheo mắt, tôi càng ngày càng có hứng thú với thằng nhóc này. Trên người cậu ta nhất định có bí mật không muốn người khác biết. Cho dù là thực lực quỷ dị hay bản lĩnh khiến cho thời gian dừng lại. Liếc nhìn về phía đám người Thái Dương Tông, cứ tạm thời gác lại chuyện của Diệp Bắc Minh, tôi cảm thấy càng có hứng thú với Diệp Phong hơn. Chấm. Sau khi rời khỏi Điện Thần Hoàng, Lạc Khuynh Thành cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, này,
Rốt cuộc ý của anh là gì? Diệp Bắc Minh dừng lại, ý gì là sao? Lạc Khuynh Thành cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp có chút nóng lên, chính là vừa rồi anh nói anh thích em, muốn kết hôn với em, rốt cuộc có phải thật không? Ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy chân thành nhìn Diệp Bắc Nghi. Anh có chút do dự. Vừa định mở miệng. Em không quan tâm có phải thật hay không, dù sao em cũng tin là thật. Bắt đầu từ bây giờ, anh chính là người đàn ông của em. Lạc Khuynh Thành lại tiến lên một bước, giữ cổ của Diệp Bắc Minh, hung hăng hôn lên môi anh. Diệp Bắc Minh sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, ha ha, nóng lòng bắt đầu như vậy sao? Có phải tôi đến không đúng lúc rồi không? Hai người có chút lúng túng tách nhau ra. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, Nghê Hoàng nhìn hai người, vẻ mặt cười ha hả. Lạc Khuynh Thành đỏ mặt, lập tức trốn ở sau lưng Diệp Bắc Minh. Mặc dù cô ta là thần hoàng của điện thần hoàng, nhưng thực ra cô ta cũng chỉ là một cô gái chưa trải sự đời. Nghê Hoàng tiền bối, có chuyện gì sao? Diệp Bắc Minh nói. Nghê Hoàng bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, hừ, đừng gọi tôi là tiền bối, nghe như vậy trông già quá. Anh cứ gọi tên tôi đi, về phần tôi tìm anh thì quả thực có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Diệp Bắc Minh có chút nghi ngờ, với thực lực của cô mà còn cần tôi giúp đỡ sao? Nghê Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ như muốn nhìn thấu anh. Sau một lát, cô ta đã lựa chọn từ bỏ. Có một kết giới giống như sương mù xung quanh anh mà tôi không thể nhìn thấu được. Tuy nhiên, tôi đây cũng không có hứng thú tìm hiểu bí mật của người khác. Anh nói thật cho tôi biết, vừa rồi anh có dừng thời gian lại một lát, đúng không? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiểu tháp, bị phát hiện rồi sao? Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, thời gian dừng lại chỉ có thể ngăn cản bọn họ không thấy bổn tháp ra tay, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc đâu. Tùy tiện suy đoán một chút thì sẽ có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết tình hình cụ thể thôi. Diệp Bắc Minh có chút lo lắng, ông sẽ bị bại lộ sao? Yên tâm, không sao đâu. Diệp Bắc Minh cảm thấy yên tâm. Gật đầu. Hai mắt Nghê Hoàng sáng lên, ha ha, quả nhiên là ngưng động thời gian. Không ngờ loại năng lực này lại thực sự tồn tại trên thế giới. Đúng rồi, sao anh có thể làm được vậy? Diệp Bắc Minh nói, tiền bối Nghê Hoàng, không phải cô vừa mới nói cô không có hứng thú tìm hiểu bí mật của người khác sao? Được rồi. Nghê Hoàng nhìn thật sâu vào Diệp Bắc Minh, tôi tôn trọng bí mật của anh. Nhưng tôi vẫn phải nói một câu, đừng gọi tôi là tiền bối nữa. Được, Nghê Hoàng. Cũng ổn đấy. Nghê Hoàng khẽ mỉm cười, gợi lên lúm đồng tiền khóe miệng, tôi cần anh dùng năng lực của anh giúp tôi một chuyện. Về phần là chuyện gì thì hãy đến thành phố thần tìm tôi sẽ nói cho anh biết sau. Bây giờ, hai người cứ tiếp tục đi, ha ha. Bóng dáng của Nghê Hoàng trở nên hư ảo, biến mất trước mặt hai người. Khóe miệng Diệp Bắc Minh khẽ giật lên, có chút lúng túng, chúng tôi. Điều đáng ngạc nhiên là Lạc Khuynh Thành lại tấn công. Hai người lại hôn nhau lần nữa. Ngọn lửa trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên, trở tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Lạc Khuynh Thành. Hầu hết mọi bước đều được thực hiện trừ bước cuối cùng. Nửa giờ sau, Lạc Khuynh Thành mới miễn cưỡng buông Diệp Bắc Minh ra, tôi biết đây không phải ý của anh xem tôi như đại sư tỷ của mình, đúng không? Tôi. Diệp Bắc Minh vừa định mở miệng. Lạc Khuynh Thành dùng hai ngón tay ngọc ngà xanh chặn miệng anh lại, tuyệt đối đừng nói. Tôi biết, từ ánh mắt của anh là tôi đã có thể biết được rồi. Địa vị của tôi trong lòng anh sẽ không bao giờ bằng đại sư tỷ của anh. Tôi không muốn trở thành kẻ thay thế cho người khác, càng không muốn chia sẻ tình yêu của anh với bất cứ ai. Tôi đã hài lòng với tất cả mọi thứ vừa làm. Một giây kế tiếp. Cô ấy giơ tay lên, một cơ thể giống hệt cô ấy xuất hiện. Đây là phân thân do tôi luyện chế, tôi đã đưa thần hồn của Lạc Khuynh Thành vào trong đó. Từ nay về sau, tôi sẽ không dùng tên của Lạc Khuynh Thành, cũng sẽ không là Lạc Khuynh Thành nữa. Vào lúc này, cô ta dường như đã trở về thân phận Khuynh Thành thần hoàng. Cuối cùng,
Cô ta nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, xoay người rời đi. Khi Diệp Bắc Minh đang định đuổi theo thì bên tai vang lên một giọng nói yếu ớt, tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh kích động quay đầu lại, đại sư tỷ, chị tỉnh rồi. Vừa định nói chuyện. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, không xong rồi, đám người Yên Nhi đã xảy ra chuyện. Chấm. Trên đường trở về thành phố thần. Vẻ mặt của Vương Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, Cuồng Đan, Tiêu Tiêu trông rất nghiêm trọng. Ngay vừa rồi, ba bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ và chặn đường đi. Tông chủ của Vạn Thần Tông. Thanh Huyền Tử. Độc Cô Bá Đạo. Diệp Bắc Minh, không phải vừa rồi cậu rất ngông cuồng sao? Trên mặt Độc Cô Bá Đạo đầy châm chọc, cậu muốn chặt đầu tôi. Hiện tại tôi đang ở ngay trước mặt cậu đây, tới giết tôi đi. Bù Nhìn khẽ hét lên một tiếng, các người đi trước đi, tôi sẽ ngăn bọn họ lại. Không được. Ba người Vương Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu gần như thốt lên. Làm sao một mình anh có thể ngăn cản ba người thuộc cảnh giới thần hoàng đỉnh phong? Cuồng Đan tiến lên một bước, sư phụ, tôi cũng thuộc cảnh giới thần hoàng, chúng ta cùng liên thủ lại, nói không chừng có thể thoát khỏi vòng vây. Bù Nhìn lắc đầu. Ông chỉ mới thuộc cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, nếu ra tay thì nhất định sẽ chết. Các người đi trước đi. Tông chủ Vạn Thần Tông mỉm cười lắc đầu, đã đến lúc này mà còn muốn rời đi. Cậu xem chúng ta là gì hả? Ra tay đi. Thanh Huyền Tử khẽ quát một tiếng, bay vụt ra ngoài như sao băng, đáp xuống trước mặt Bù Nhìn, cây trường thương màu vàng trong tay đâm vào tim người Bù Nhìn. Bù Nhìn giơ tay cầm trường thương lên. Đồng thời tung ra một đấm. Gầm. Tiếng rồng gầm vang lên. Trong lúc Thanh Huyền Tử bị đánh bay đi, tông chủ Vạn Thần Tông cầm một thanh thần đao xé rách không khí chém xuống. Hình Nộm nhanh chóng phản ứng, liền nghiêng người trốn một đao khủng bố này. Gần như cùng một lúc, Độc Cô Bá Đạo xuất hiện phía sau Hình Nộm, năm ngón tay tóm về phía trái tim của nó. Phụt. Một tiếng vang lên, trực tiếp xuyên qua. Máu tươi đầm đìa. Cậu Diệp. Diệp Soái. Chủ nhân. Sư phụ. Đôi mắt của bốn người Vương Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu, Cuồng Đan như muốn nứt ra. Tất cả điên cuồng xông đến. Cút ra. Độc Cô Bá Đạo quét ngang chân phải ra, bốn người vốn không chịu nổi, điên cuồng phu ra máu tươi bị đánh bay đi. Độc Cô Bá Đạo cười cuồng ngạo dữ tợn, ha ha ha. Diệp Bắc Minh, tao còn tưởng mày dũng mạnh thế nào. Thì ra cũng chỉ vậy thôi, mày cũng có ngày hôm nay, mày giết con trai tao, hôm nay nợ máu trả máu. Sắc sắc một tiếng, trực tiếp bóp võ đan điền của Hình Nộm. Đừng! Bốn người Vương Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu, Cuồng Đan hoàn toàn tuyệt vọng. Hình Nộm quỳ một chân xuống đất, cảm thấy cơ thể hư yếu. Tông chủ Vạn Thần Tông và Thanh Huyền Tử tặc lưỡi chép miệng, chưa tận hứng đi đến, chỉ chút thực lực này hả? Bản tông chủ còn tưởng lại là một trận ác chiến cơ. Trong cơ thể hắn chẳng phải có hơn 100 xương chí tôn ư. Thực lực không đúng lắm. Thanh Huyền Tử cau mày. Tông chủ Vạn Thần Tông cười, hơn 100 chiếc xương chí tôn thì đã làm sao? Chỉ là cảnh giới thần đế nhỏ bé, không thể nghịch thiên thay đổi số mệnh. Thanh Huyền Tử giãn mày. Cũng phải. Độc Cô Bá Đạo lại trực tiếp bóp cổ của Hình Nộm, giơ cao lên. Khóe miệng nhếch nụ cười dữ tợn, phế vật, dưới hạ giới mày là phế vật. Tiến vào thần giới vẫn là phế vật. Bây giờ ở trong tay bản tọa, càng là phế vật trong phế vật. Nếu không phải bản tọa còn có vài lời muốn hỏi mày, thì bây giờ thực sự muốn trực tiếp bóp vỡ cổ của mày. Ha ha. Khóe miệng của Hình Nộm cong lên ý cười lạnh. Liền sau đó, Độc Cô Bá Đạo cảm thấy không đúng lắm, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến. Không ổn. Đồng tử co lại. Phập. Cơ thể của Hình Nộm đột nhiên nổ tung, một đám mây nấm khủng bố dâng lên. Xoạt, xoạt. Tông chủ Vạn Thần Tông và Thanh Huyền Tử phản ứng rất nhanh, lập tức rút đến khu vực an toàn. Độc Cô Bá Đạo vốn không kịp phản ứng, bị biển lửa nhấn chìm. Trong ngọn lửa ngập trời vang lên tiếng kêu thảm, a, tay của tôi. Đợi khi ngọn lửa biển mất,
tông chủ Vạn Thần Tông và Thanh Huyền Tử không khỏi hít khí lạnh. Chỉ thấy Độc Cô Bá Đạo đau đớn quỳ dưới đất, một cánh tay hoàn toàn biến mất. Vết thương chỗ bả vai lộ ra xương trắng, bên sườn có thể nhìn thấy nội tạng. Lồng ngực của ông ta càng máu thịt lẫn lộn, cả khuôn mặt gần như chỉ còn lại xương trắng dữ tợn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vãi, vãi, vãi. Độc Cô Bá Đạo cuồng ngạo gào thét, tên phế vật, mày lại dám tự hủy. Tao bóp vỡ đan điền của mày, mày tự hủy bằng cách nào? Vãi, vãi, xương chí tôn trong cơ thể hắn đâu? Độc Cô Bá Đạo tìm kiếm như phát điên. Chỉ tiếc là, chẳng tìm được một chiếc xương chí tôn nào. Thế này là sao? Thanh Huyền Tử cau mày, chẳng lẽ xương chí tôn cũng tự nổ theo? Tông chủ Vạn Thần Tông tức giận mắng một tiếng, mẹ kiếp, thật xui xẻo. Nhìn Độc Cô Bá Đạo, Độc Cô huynh, bây giờ tên nhóc này tự hủy, chuyện mà ông nói rốt cuộc có phải thật không? Tên nhóc này thực sự là người của Hoa tộc thượng cổ ư? Thanh Huyền Tử sầm mặt, bất luận có phải hay không, Diệp Bắc Minh cũng đã chết. Đứt manh mối, có truy tìm cũng vô ích, bí mật trên người tên nhóc này mới là quan trọng. Ánh mắt của ba người cùng sầm xuống, nhìn lên mấy người ở phía xa. Khuôn mặt Vương Yên Nhi trắng bệch. Đôi mắt Vạn Lăng Phong đỏ bừng, nghiến răng vang lên kèn kẹt. Khóe mắt của Tiêu Tiêu rơi ra mấy giọt lệ. Cuồng Đan tự lẩm bẩm, sư phụ chết rồi. Thanh Huyền Tử trầm giọng nói, mấy người này chắc chắn biết một vài bí mật của Diệp Bắc Minh. Các vị có thể ép hỏi bao nhiêu, thì phải xem thủ đoạn của mỗi người, bây giờ phân chia thế nào. Tông chủ Vạn Thần Tông suy nghĩ một lát, cười lên tiếng, he he. Bản tọa không hứng thú với Hoa tộc thượng cổ, một chủng tộc bị tiêu diệt có thể có bí mật lợi hại thế nào. Tôi chỉ cần Cuồng Đan, ba người còn lại mặc cho các người chọn. Độc Cô Bá Đạo nuốt một viên đan dược, cười lạnh lùng một tiếng, hiện giờ xem ra, Cuồng Đan có giá trị lớn nhất TING bốn người, ông nói muốn là muốn. Tông chủ Vạn Thần Tông suy nghĩ một lát, tôi thấy thế này đi, vừa nãy lúc đánh cược, quốc sư thua tôi một bản đồ bí cảnh thượng cổ. Tôi không lấy bản đồ bí cảnh nữa, mời quốc sư cho Độc Cô Huynh. Ngoài ra, quốc sư và Độc Cô Huynh có thể đến Vạn Thần Tông bất cứ lúc nào. Bản tọa cho hai người lên đài ngưng hồn một lần vô điều kiện. Ông nói thật chứ? Ánh mắt hai người cùng sáng lên. Tông chủ Vạn Thần Tông gật đầu, thật 100%. Sắc mặt Thanh Huyền Tử và Độc Cô Bá Đạo giãn ra gật đầu. Tông chủ Vạn Thần Tông lên trước một bước, bóp nổ đan điền của Cuồng Đan, sau này ở lai Vạn Thần Tông luyện đan cho tôi đi. Đưa theo Cuồng Đan biến mất. Thanh Huyền Tử và Độc Cô Bá Đạo quay sang nhìn nhau một cái. Độc Cô Huynh, tôi không có hứng thú với đàn ông. Vừa hay, dạo này bản tọa đang nghiên cứu một loại thần thông dùng âm bổ dương. Được, hai cô gái này thuộc về ông, tên đàn ông của tôi. Nửa canh giờ sau, Diệp Bắc Minh thong dong đi đến. Khi nhìn thấy khắp nơi ngổn ngang bừa bãi, sắc mặt của anh sầm xuống đến dọa người, các người thực sự không sợ chết hả? Xem ra là uy danh thiên hạ đệ nhất sát tông của Thái Dương Tông vẫn chưa đủ lớn mạnh. Mới khiến các người có ảo giác 3 lần 7 lượt ra tay với người của Thái Dương Tông. Một luồng sát ý ngút trời ngưng tụ trong lòng. Sư tỷ, tỷ về Thái Dương Tông trước đi. Lạc Khuynh Thành kinh ngạc, tiểu sư đệ, đệ muốn làm gì? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, giết người. Sau khi về đến Điện Thần Hoàng, Độc Cô Bá Đạo đưa theo Vạn Lăng Phong đi vào trong một mật thất. Tiện tay ném Vạn Lăng Phong sang một bên, ngồi khoanh chân bắt đầu trị thương. Một lát sau, thương tích hồi phục một chút, vết thương cũng coi như cầm máu được. Khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, hai lão già đó còn tưởng mình được lợi lớn, mà không đều là lũ ngu xuẩn. Một Cuồng Đan, hai cô gái thì có ích gì? Trong bốn người, có lẽ người có ích nhất. Biết nhiều thông tin về Diệp Bắc Minh nhất là ông phải không? Ánh mắt sầm xuống, nhìn sang Vạn Lăng Phong. Đôi mắt Vạn Lăng Phong đỏ bừng, giết tôi đi, tôi sẽ không nói gì hết. Giết ông. Độc Cô Bá Đạo cười, năm ngón tay tóm hư không. Cơ thể Vạn Lăng Phong không chịu kiểm soát bay đến, cổ bị năm ngón tay tóm chặt,
tôi muốn ông sống thì ông mới được sống, tôi muốn ông chết thì ông mới được chết. Nếu không, ông sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Tôi muốn ông nói, ông chỉ có thể nói. Hiểu chưa? Tôi khinh. Vạn Lăng Phong nhổ một bãi nước bọt lên mặt Độc Cô Bá Đạo. Muốn chết hả? Năm ngón tay của Độc Cô Bá Đạo tóm hướng lên trên, trực tiếp bóp vỡ cằm của Vạn Lăng Phong. Cơn đau dữ dội khiến Vạn Lăng Phong gần như ngất đi. Nhưng ý chí của quân nhân khiến ông ta cắn răng kiên trì, con mắt vẫn chừng nhìn Độc Cô Bá Đạo với cơn lửa giận. Độc Cô Bá Đạo cười, tiếc là, cái miệng bị phế rồi, không thể nói. Đã như vậy, tôi tự xem vậy. Bù! Đôi mắt bùng phát ra ánh máu, thô bạo xông vào sâu trong thần hồn của Vạn Lăng Phong. Ư! Vạn Lăng Phong đau đớn dẫy giụa, muốn ngăn Độc Cô Bá Đạo. Tiếc là không làm được gì. Trong tích tắc, thần hồn của Vạn Lăng Phong bị công phá, tất cả thông tin và bí mật trong đầu đều rơi vào trong đầu của Độc Cô Bá Đạo. Tiểu đội sát thần, thế giới cao võ, đại lục tam thiên. Côn Luân Hư, Long Quốc Hoa Hạ, xã hội hiện đại, Ánh mắt của Độc Cô Bá Đạo sáng lên. Đây là, Côn Luân Hư thượng cổ. Cơ thể Độc Cô Bá Đạo run lên đuổi, suýt kích động đến điên cuồng kêu lên, là Côn Luân Hư thượng cổ. Sau khi Hoa tộc thượng cổ bị tiêu diệt, Côn Luân Hư thượng cổ không rõ tung tích. Điện thần hoàng phòng theo cấu tạo của Côn Luân Hư thượng cổ, chuyển 99 tòa Long Sơn từ các nơi ở thần giới đến mới có điện thần hoàng ngày nay. Côn Luân Hư thượng cổ thực sự lại ở ngay Thái Dương Tông. Ha ha ha. Độc Cô Bá Đạo kích động nhảy lên, ha ha ha. Đáng lắm, tất cả đều đáng. Tất cả truyền thừa của Hoa tộc thượng cổ chắc chắn đều ở Côn Luân Hư thượng cổ. Quái vật của Hoa tộc thượng cổ chắc chắn cũng ở nơi này. Ha ha ha, tìm mỏi mắt cũng không thấy, có được lại chẳng tốn công. Khuôn mặt già của Độc Cô Bá Đạo đỏ bừng, tinh thần vô cùng hưng phấn. Chấm. Cùng lúc đó, ở cổng lớn điện thần hoàng. Khách quý tham dự hôn lễ liên tục rời đi, nhưng số người thực sự quá đông. Vẫn có rất nhiều khách còn ở lại điện thần hoàng. Diệp Bắc Minh mau chóng chạy đến, phập một tiếng, hai chân đập mạnh lên bậc thềm ở cổng lớn điện thần hoàng. Nền gạch nứt ra. Soạt. Rất nhiều ánh mắt khóa chặt, lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Tông Chủ. Chẳng phải hắn đi rồi sao? Sao lại quay lại? Xem hắn hình như rất tức giận. Chuyện gì vậy? Rất nhiều võ giả đều dừng bước chân. Bỗng nhiên. Diệp Bắc Minh gào quát một tiếng, bảo Độc Cô Bá Đạo cút ra đây. Hai tay nắm chặt kiếm càn khôn chấn ngục, tất cả sức mạnh bùng phát đều nhập vào trong kiếm càn khôn chấn ngục. Chém một kiếm đến cổng lớn điện thần hoàng. Choang một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Cổng lớn của điện thần hoàng bị chém đôi tại chỗ, một đường vết nứt hơn ngàn mét từ bậc thềm từ ngoài cổng lớn kéo dài đến trên quảng trường trong điện thần hoàng. Vô cùng bá đạo. Tất cả các vị khách chưa rời đi sợ đến trái tim suýt nổ tung, mẹ kiếp, đây là điện thần hoàng đấy. Diệp Bắc Minh làm sao dám chứ? Lúc rất nhiều khách kinh ngạc, mười mấy bóng hình nhanh chóng lướt đến. Nhìn thấy cổng lớn điện thần hoàng nổ nứt, người nào cũng kinh ngạc. Ông lão mặc cẩm bào dẫn đầu chỉ vào Diệp Bắc Minh tức giận quát, Diệp Bắc Minh, mày thật to gan. Nơi này là điện thần hoàng, mày lại dám hủy hoại cổng lớn điện thần hoàng trước nhiều người. Sắc mặt Diệp Bắc Minh băng lạnh, tôi chỉ cho ông 3 giây, sau 3 giây tôi không nhìn thấy Độc Cô Bá Đạo. Người của Điện Thần Hoàng, tôi gặp một người giết một người. Đồng tử của tất cả khách có mặt đều co mạnh lại. Người của Điện Thần Hoàng, gặp một người giết một người. Khẩu khí thật lớn. Ông lão mặc cẩm bào tức giận đến bật cười, ha ha ha, mày coi Điện Thần Hoàng là nơi nào. Lão phu hạng đông minh muốn xem. Mày giết tao thế nào? Diệp Bắc Minh trực tiếp bắt đầu đếm, 3, 2, muốn chết hả? Hạng Đông Minh quát lạnh lùng một tiếng, cuốn theo uy thế ngập trời phi về phía Diệp Bắc Minh. Trong phút chốc xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh, quanh người khí kình bùng phát, một thanh thần đao màu đen xuất hiện chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. 1. Diệp Bắc Minh đến ra con số cuối cùng, chân dậm mạnh xuống. Gru. Một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên,
phía sau lưng xuất hiện 9 con ma long màu đen. Lúc này, Hạng Đông Minh cảm thấy bị một luồng khí thế khủng bố áp chế, thần đao màu đen trong tay bất luận thế nào cũng không chém được xuống. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi, việc này. Trong lúc ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, đồng thời 9 con ma long màu đen lao đến. Đừng! Đồng tử của Hạng Đông Minh co mạnh lại, phát ra tiếng kêu cuối cùng trong cuộc đời. Phụt! Xương máu nổ tung. 9 con ma long màu đen lại gầm một tiếng lần nữa, nuốt chửng toàn bộ máu tươi của Hạng Đông Minh. Lão Hạng! Mười mấy võ giả mà Hạng Đông Minh đưa đến kêu kinh hãi một tiếng, sợ đến trái tim gần như nổ tung. Suýt! Toàn bộ võ giả xung quanh cổng lớn điện thần hoàng đều hít khí lạnh. Hạng Đông Minh là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong đó. Ngay cả một chiêu của Diệp Bắc Minh mà ông ta cũng không đỡ nổi. Rốt cuộc Diệp Bắc Minh là cảnh giới gì? Diệp Bắc Minh và Diệp Phong, rốt cuộc ai mạnh hơn? Người nhà họ Diệp đều lợi hại như vậy sao? Tiếng bàn tán vang lên. Diệp Bắc Minh bước vào điện thần hoàng, tiện tay tóm cổ của một trong số người mà Hạng Đông Minh đưa đến, nói. Độc Cô Bá Đạo đang ở đâu? Kẻ này là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Lúc này dưới tay Diệp Bắc Minh, lại run rẩy giống như con gà con. Trong lòng không hề có ý phản kháng. Tôi dẫn cậu đi, người đàn ông trung niên run lên cầm cập. Hạng Đông Minh cũng bị Diệp Bắc Minh giết chết bằng một chiêu, ông ta đâu dám trái lời sát thần này. Nhìn hai người biến mất, ánh mắt của các võ giả ở cổng điện thần hoàng đều lóe lên, đi thôi, đi xem sao. Rất nhiều người nhảy vụt lên, đi theo sau họ. Một lát sau, chỉ thấy Diệp Bắc Minh dừng trước một tòa núi lớn cao chọc trời. Một tòa trận pháp năng lượng kinh người nổi lên, bảo vệ cả sơn mạch này. Người đàn ông trung niên run rẩy giải thích, Diệp Tông Chủ, đây là một trong 99 tòa Long Sơn của Điện Thần Hoàng, là chỗ ở của Bá Đạo Thần Hoàng. Bốp! Diệp Bắc Minh tiện tay vứt kẻ này đi. Người đàn ông trung niên muôn ngàn cảm kích. Ông ta thấy Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm trận pháp hộ sơn, bất giác nói một câu, Diệp Tông Chủ, trận pháp hộ sơn này vô cùng mạnh, vì nó liên kết với long mạch phía dưới 99 tòa Long Sơn Điện Thần Hoàng. Cho nên, cho dù là tổ cảnh đích thân ra tay, cũng khó mà công phá. Còn chưa nói hết câu. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đến trên không trung trận pháp. Hai tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục, chém xuống như bổ rìu. Choang, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, trận pháp hộ sơn ầm ầm sập tan, hoàn toàn nổ nứt. Năng lượng khủng bố bùng phát, trời rung đất chuyển. Cả điện thần hoàng như xảy ra động đất. Ôi mẹ ơi! Người đàn ông trung niên ngồi phệt xuống đất, sợ đến con người suýt lồi ra. Các võ giả chạy đến xem trò vui ai ai cũng ngây ra như gà mắc thóc, cơ thể cứng đờ tại chỗ, rốt cuộc tên nhóc này là quái vật gì? Đồng thời, rất nhiều thần hoàng đang bế quan kinh ngạc ngẩng đầu, đã xảy ra chuyện gì? Đi, ra xem sao! Trong các Long Sơn, rất nhiều bóng hình vút lên trời, bay về phía Long Sơn nơi ở của Bá Đạo Thần Hoàng. Lúc này, ở sâu trong một mật thất trong Long Sơn. Độc Cô Bá Đạo kinh ngạc đứng lên, có tiếng động gì vậy? Có người tấn công trận pháp hộ sơn ư? Thật to gan, ai dám ngang ngược ở địa bàn của bản tọa, muốn chết hả? Lướt nhìn Vạn Lăng Phong một cái, đợi bản tọa quay về rồi bào chế ông. Sau khi đi ra khỏi mật thất, Độc Cô Bá Đạo xông ra với tốc độ nhanh nhất, vừa hay nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đi đến. Diệp Bắc Minh, làm sao có thể? Mày chưa chết? Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Độc Cô Bá Đạo suýt nhảy lên. Diệp Bắc Minh lạnh lùng quát một tiếng, quỳ xuống. Giơ tay để xuống về phía Độc Cô Bá Đạo, một con huyết long xuất hiện trên không trung, đập mạnh xuống không thể chống lại. Thụp! Độc Cô Bá Đạo chỉ cảm thấy như bị sao băng đập trúng, hai chân gập lại quỳ xuống đất thật, đầu gối lún sâu xuống đất. Cái gì? Bá Đạo Thần Hoàng quỳ xuống trước Diệp Bắc Minh. Các võ giả vây xem chừng mở to đôi mắt. Bá Đạo Thần Hoàng kiêu ngạo cả đời lại quỳ xuống. Đối phương còn là một thanh niên. Yên Nhi, Lăng Phong, Tiêu Tiêu, Cuồng Đan, họ đang ở đâu? Trong tĩnh lặng,
Diệp Bắc Minh đi đến trước Độc Cô Bá Đạo. Độc Cô Bá Đạo ngẩng đầu, tức đến toàn thân run lên, phổi cũng sắp nổ tung, đáng chết. Diệp Bắc Minh, mày đáng chết, bản tọa thề nhất định phải băm vằm thành trăm mảnh. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. Giơ tay tóm lấy bả vai của Độc Cô Bá Đạo, giật thật mạnh. Xoẹt. Âm thanh da thịt bị xé rách vang lên, nửa bên thân người của Độc Cô Bá Đạo bị Diệp Bắc Minh xé toạc tại chỗ. Ngay cả đan điền cũng bị lôi ra, ném xuống dưới chân dẫm nát. Suýt, suýt, suýt. Các thần hoàng bế quan khác chạy đến hiện trường, vừa hay nhìn thấy cảnh này, sợ đến không ngừng hít khí lạnh. Đường đường bá đạo thần hoàng cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong, lại bị bạo ngược. Cứu tôi, các ông mau cứu tôi với. Độc Cô Bá Đạo kinh sợ hét lớn. Mấy chục thần hoàng lại không có một ai dám ra tay. Tôi chỉ đưa một người đàn ông tên là Vạn Lăng Phong về, những người khác bị tông chủ Vạn Thần Tông và Thanh Huyền Tử đưa đi rồi, lúc này, Độc Cô Bá Đạo sợ hãi thực sự. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, Lăng Phong đang ở đâu? Trong mật thất mà tôi bế quan, Độc Cô Bá Đạo đau đớn trả lời. Đưa tôi đi. Dưới con mắt của nhiều người. Diệp Bắc Minh giơ tay bóp cổ của ông ta giống như một con chó chết, đi vào trong thông đạo bên trong Long Sơn. Cảnh này dọa cho các võ giả ở hiện trường sợ đến lồng ngực phập phồng dữ dội, trái tim suýt nổ tung. Một lát sau, một ông lão mặc áo choàng xanh từ trên trời giáng xuống, bản tổ vừa định bế quan, thì nghe nói Diệp Bắc Minh giết vào điện thần hoàng. Vừa nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tên nhóc đó đâu? Chính là Đoạn Thiên Tuyệt. Thánh tổ, Diệp Bắc Minh đi vào trong rồi, có người chỉ vào một thông đạo dưới chân núi. Đôi mắt của Đoạn Thiên Tuyệt sầm xuống, vừa định đi vào trong. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong một trước một sau đi ra, nắm ngón tay vẫn tóm bả vai của Độc Cô Bá Đạo, ném xuống đất giống như ném một con chó chết. Một chân dẫm lên đầu của Độc Cô Bá Đạo. Độc Cô Bá Đạo đột nhiên hét lớn như phát điên, Thánh Tổ, giết hắn đi. Mau giết hắn đi. Diệp Bắc Minh này là con cháu của Hoa tộc Thượng Cổ. Trên người hắn có bí mật kinh thiên của Hoa tộc Thượng Cổ. Lời vừa được nói ra, giống như sét đánh ngang tai. Ầm. Toàn hiện trường xôn xao. Hàng vạn võ giả hàng đầu, còn có mấy chục người thần hoàng đỉnh phong của điện thần hoàng đều kinh hãi. Bàn tán xôn xao, Diệp Bắc Minh là người của Hoa tộc Thượng Cổ ư? Làm sao có thể? Tại sao không thể, ngoại trừ người của Hoa tộc Thượng Cổ? Thì có ai trẻ như vậy đã nghịch thiên chứ? Tôi nên sớm nghĩ đến, Hoa tộc Thượng Cổ, ấy vậy lại là Hoa tộc Thượng Cổ. Trời ơi, chủng tộc này thực sự không thể tiêu diệt, sắp kéo nhau trở lại rồi sao? Toàn hiện trường sôi sục. Người nào cũng chừng mở to mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Còn chấn hãi hơn cả việc Diệp Bắc Minh giết hạng Đông Minh bằng một chiêu, dẫm lên Độc Cô Bá Đạo vừa nãy. Cái gì? Đoạn Thiên Tuyệt ngẩn người một lúc, trong đôi mắt già nua lóe lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, Độc Cô Bá Đạo, ông nói có thật không? Độc Cô Bá Đạo cười thảm một tiếng, con người sắp chết, đều nói sự thật. Độc Cô Bá Đạo tôi thà mãi mãi không được siêu sinh, cũng phải nói cho các vị ở đây biết, Diệp Bắc Minh là người của Hoa tộc Thượng Cổ. Còn có một bí mật động trời nữa, Côn Luân Hư Thượng Cổ thực sự ở. Diệp Bắc Minh dậm chân. Giác. Tiếng nói dừng lại. Đoạn Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, mày thực sự là người của Hoa tộc Thượng Cổ ư? Diệp Bắc Minh trực tiếp thừa nhận, đúng thế. Xoạt, xoạt, xoạt. Hàng vạn đôi mắt khóa chặt Diệp Bắc Minh, trong ánh mắt mang theo vẻ chấn kinh và tham lam không thể che đậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng kinh ngạc, cậu nhóc, sao cậu lại thừa nhận? Ở đây nhiều người như vậy. Trong hôm nay thân phận của cậu sẽ truyền khắp cả thần giới, cậu sẽ gặp phải họa sát thân. Diệp Bắc Minh cười, thừa nhận hay không cũng đã không quan trọng nữa. Từ khoảnh khắc Độc Cô Bá Đạo nói ra thân phận của tôi, bất luận là thật hay giả, đều sẽ có rất nhiều người đến nghiệm chứng. Dù sao cũng gặp rắc rối, chỉ bằng trực tiếp thừa nhận cho xong. Hơn nữa tôi cũng muốn xem, rốt cuộc Hoa tộc chúng tôi có bao nhiêu kẻ địch. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc. Diệp Bắc Minh nói đúng.
Bất luận là thật hay giả, chỉ cần người có hứng thú với hoa tộc thượng cổ thì nhất định đến tìm anh. Đoạn Thiên Tuyệt nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, trong con mắt mang theo sự dao động. Bỗng nhiên, Đoạn Thiên Tuyệt nhả ra một câu, mày đi đi. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, ông không ra tay ư. Đoạn Thiên Tuyệt cười đầy ý sâu xa, cậu đã là người của hoa tộc thượng cổ, không cần bản tọa ra tay, cậu cũng sẽ chết. Một người sẽ chết chắc, bản tọa việc gì phải ra tay chứ? Lão ta quay người định bỏ đi, tất cả người của Điện Thần Hoàng không được ngăn cản Diệp Bắc Minh rời đi. Diệp Bắc Minh, từ từ hưởng thụ đi, mày nhất định sẽ hối hận vì mình là người của hoa tộc thượng cổ. Diệp Bắc Minh cau mày, đưa theo Vạn Lăng Phong rời khỏi Điện Thần Hoàng. Gần như trong phút chốc, anh đã cảm nhận được hàng triệu thần niệm khóa chặt anh. Diệp Bắc Minh không hề do dự, trực tiếp sử dụng mấy chục lần ảnh thuấn. Cách đó trăm dặm. Lăng Phong, ông tự về tông môn đi, Diệp Bắc Minh dừng bước chân. Vạn Lăng Phong kinh ngạc, Diệp soái, còn cậu thì sao? Ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ trầm xuống, nhìn về hướng thần quốc Đại Ngụy, Yên Nhi và Tiêu Tiêu bị quốc sư Đại Ngụy đưa đi, sợ là tình hình không lạc quan. Cuồng đan ở Vạn Thần Tông, ông ta là đan tông cửu phẩm, có lẽ tạm thời an toàn. Ông quay về thông báo cho mọi người, gần đây tông môn chú ý cảnh giới. Chấm. Trong lúc Diệp Bắc Minh chạy đến thần quốc Đại Ngụy, thân phận người của hoa tộc thượng cổ của anh đã truyền khắp nơi như sóng thần. Kim Phật Tông, Phật Tông đệ nhất thần giới. Hàng triệu năm nay Phật môn đóng cửa, mặc cho rất nhiều tín đồ đến bái Phật cũng chưa từng mở cổng lớn Linh Sơn. Choang. Đột nhiên. Đại lá chuông vàng vang lên, Phật quang phổ chiếu, tiếng phạm vang lên. Dư nghiệt hoa tộc xuất thế, chúng ta mau chóng xuống núi Hàng Ma. Rõ. Hôm nay, cổng Phật mở rộng, hàng triệu tín đồ tận mắt nhìn thấy 18 Phật tử ra khỏi Kim Phật Tông. Chấm. Xích Diễm Cốc, một năm bốn mùa bị bao trùm bởi ngọn lửa. Trên không trung còn cấm chim muông bay, đã từng có cảnh giới thần hoàng không tin, đã đi qua không trung Xích Diễm Cốc, bị một ngọn lửa vô danh đánh chúng bỏ mạng tại chỗ. Lúc này, trong Xích Diễm Cốc, núi lửa phun trào. Chân long được tạo thành từ từng ngọn lửa ngưng tụ xông lên tầng mây, người hoa tộc quay lại rồi ư. Tìm bọn họ, lấy về thứ năm đó. Chấm. Rừng rậm tinh hồn, hơn trăm thành chỉ dùng trận pháp liên kết ngăn cách lãnh địa của yêu tộc và nhân tộc. Diệp Bắc Minh đã từng từ thành chỉ thứ 72 tiến vào sâu trong rừng rậm tinh hồn, đi lên lưỡng giới sơn. Lúc này. Thành thứ nhất, nói là thành thứ nhất. Thực tế cũng không khác gì với một đất nước của loài người. Vì nó thực sự là rộng lớn đến chẳng ra sao. Có ai từng thấy một thành chỉ chứa hơn 1 tỷ người dân, trong bán kính 100.000 dặm. Trong đại sảnh nhà họ Trần, phủ thành chủ. Hàng triệu bóng người xếp hàng hai bên đại sảnh, mong ngóng nhìn chằm chằm vị trí cao nhất trong đại sảnh. Không biết qua bao lâu, một bóng hình già nua chậm rãi đi ra, ngồi lên vị trí gia chủ. Gia chủ nhà họ Trần khoanh tay đứng bên cạnh hầu hạ cứ như Trần Tinh Huy là đứa trẻ. Tham kiến lão tổ. Hàng triệu người đồng loạt quỳ xuống. Đôi mắt già nua của Trần Lục chỉ lướt qua giống như chim ưng, tất cả người nhà họ Trần không nhịn được run lên ớn lạnh. Dường như những gì nghĩ trong lòng đều bị lão tổ nhìn thấu. Người của hoa tộc quay lại rồi, nhớ năm đó lúc hoa tộc bị tiêu diệt, lão phu còn là đứa trẻ. Giọng của Trần Lục chỉ không lớn, nhưng giống như tiếng sét đánh truyền vào tai mỗi người, không ngờ, trong cuộc đời này, lão phu còn có thể nghe thấy tin tức của người hoa tộc. Tinh Huy. Trần Tinh Huy quỳ một chân xuống, lão tổ, có huyền tôn. Trần Lục chỉ có một câu, đưa hắn về nhà họ Trần, tôi muốn hắn sống. Ngoài những thế lực này, các tông môn lớn nhỏ khác đều xảy ra chấn động lớn. Người của hoa tộc thượng cổ trở về. Chắc chắn là một tin lớn. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung đến Thái Dương Tông, tìm kiếm tung tích của Diệp Bắc Minh khắp nơi. Lúc này, sâu trong phủ quốc sư thần quốc Đại Ngụy. Trong một căn phòng cực kỳ xa hoa, Thanh Huyền Tử cầm một cái đỉnh nhỏ màu hồng mặt đỏ ửng, dụng cụ tuyệt vời. Hai người quả nhiên đều là dụng cụ tuyệt vời.
Khi đỉnh hợp hoan vụt lóe trong chiếc nhẫn chữ vật của lão phu còn tưởng là xảy ra sai sót. Tùy ý động đến hai cô gái, lại là hai dụng cụ tuyệt vời. Cho dù sư phụ của lão phu còn sống cũng không dám nghĩ. Dụng cụ tuyệt vời từ xưa hiếm có, mỹ nữ tuyệt sắc có dụng cụ tuyệt vời thì càng khó kiếm hơn. Còn đáng quý hơn là hai người các cô còn là tấm thân trong trắng, ha ha ha. Tên ngu xuẩn Diệp Bắc Minh, hai dụng cụ tuyệt vời tuyệt thế như vậy ở bên cạnh cũng không biết hưởng thụ, tiếc cho tên nhóc đó đã hóa thành xương máu. Nếu không, lão phu thực sự muốn mời hắn cũng tận hưởng, ha ha ha. Thanh huyền tử cười cuồng ngạo không thôi, miệng nói những lời dơ bẩn khó nghe. Hai người Vương Yên Nhi và Tiêu Tiêu nằm trên một chiếc sập giường màu hồng. Vốn không thể nhúc nhích. Thanh huyền tử liếm môi, người đời đều biết tôi là quốc sư đại ngụy, có ai biết tôi là phản đồ của Hợp Hoan Tông chứ? Nói xong. Búng ngón tay, lòng bàn tay xuất hiện hai viên đan dược màu hồng. Uống viên Hợp Hoan đan này, lão phu cho các cô trở thành đàn bà thực sự. Xoạt, xoạt. Hai viên đan dược chui vào trong miệng của Vương Yên Nhi và Tiêu Tiêu. Lúc đan dược vào miệng, một dòng khí nóng từ cơ thể chảy qua. Khuôn mặt của Vương Yên Nhi và Tiêu Tiêu đỏ bừng, đôi mắt cũng trở nên mơ màng. Cơ thể không ngừng ngọ nguậy. Thanh huyền tử nhìn hai người, khóe miệng nhếch nụ cười nhàn nhạt, rất khó chịu phải không? Nếu khó chịu thì kêu lên đi, chỉ cần các cô cầu xin lão phu. Lão phu lập tức cho các cô sung sướng. Cút, cút ra. Chút lý trí sót lại cuối cùng của Vương Yên Nhi bảo vệ thân thể. Tiêu Tiêu cắn môi nhỏ, cơ thể không ngừng run lên, ông. Ông dám động vào tôi lập tức tự hủy. Thanh huyền tử cười lạnh lùng một tiếng, đứng tại chỗ yên lặng nhìn. Hợp Hoan đan được gọi là kỳ đan đệ nhất Hợp Hoan Tông. Mặc cho cô là liệt nữ trinh khiết, hay là lạnh như băng, hay là thần tiên. Chỉ cần thuốc phát huy tác dụng, đều sẽ buông lỏng phòng tuyến cuối cùng. Một lát sau, đôi mắt của Vương Yên Nhi mơ màng, thanh huyền tử trước mặt sớm đã hóa thành một thanh niên khác. Cậu Diệp, cậu, sao cậu lại đến đây? Đừng, đừng nhìn Yên Nhi, hiện giờ Yên Nhi chắc rất xấu. Giọng của Tiêu Tiêu ấm áp, chủ nhân, thân thể và trái tim của Tiêu Tiêu đều là của cậu. Chỉ cần cậu muốn, Tiêu Tiêu thế nào cũng được. Thanh huyền tử sầm mặt, tức giận mắng một tiếng, mẹ kiếp, tên nhóc đó thực sự có sức hút lớn vậy ư? Tên phế vật đã hóa thành xương máu, các cô còn nhớ hắn làm gì? Khá được rồi, hôm nay lão phu cho các cô thấy thế nào gọi là người đàn ông thực sự. Thanh huyền tử tỏ vẻ mặt ghen ghét. Bước ra một bước, trực tiếp lao về phía giường. Một luồng sức mạnh cường mạnh bùng phát, thanh huyền tử chỉ cảm thấy mình giống như thiên thạch đập phải, cả người bay di. Đập mạnh lên bức tường bên cạnh, lồng ngực đau rát phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ nào, mày vẫn chưa chết, làm sao có thể? Thanh huyền tử chừng mở to đôi mắt, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh đột ngột xuất hiện, rõ ràng mày đã hóa thành xương máu rồi. Chẳng lẽ là tao uống nhiều Hợp Hoan đan, hoa mắt ư? Dụi mắt thật mạnh. Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước người thanh huyền tử, dẫm lên người lão ta. Rắc, một tiếng. A. À. Trên trán thanh huyền tử nổi gân xanh, phát ra kêu thảm, đau đớn cuộn thành con tôm. Súc sinh, quả nhiên mày chưa chết. Ôi mệnh căn của tôi, vãi, mệnh căn của tôi. Thanh huyền tử mặt mày méo mó, giống như con thú hoang phát cuồng xông đến. Diệp Bắc Minh tiện tay tấn công ra một quyền. Chỉ thấy một con huyết long bùng phát. Phụt, thanh huyền tử bay đi giống như chó chết, lập tức tỉnh táo. Quên luôn cả đau đớn trên người, kinh ngạc hỏi, thực lực của mày làm sao có thể cường mạnh như vậy? Rõ ràng tao nhớ mày đã tự hủy rồi. Đợi đã, kẻ tự hủy không phải là mày. Đồng tử của thanh huyền tử co lại. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh băng lạnh, ông cũng không ngu xuẩn lắm. Vẻ mặt thanh huyền tử biến sắc. Từ thực lực của Diệp Bắc Minh thấy nếu ra tay, chắc chắn lão ta chết chắc. Đi. Lúc trong đầu vụt lên suy nghĩ này, thanh huyền tử nhanh chóng bỏ lên, không hề do dự xông ra bên ngoài. Diệp Bắc Minh lắc đầu, bây giờ muốn chạy, không cảm thấy đã quá muộn ư. Đang định đuổi theo.
hai cơ thể ấm nóng quấn lấy, ôm chặt người Diệp Bắc Minh. Hỏng rồi. Cơ thể của Diệp Bắc Minh cứng đờ, Thanh Huyền Tử sớm đã biến mất không còn bóng dáng. Cậu Diệp, đừng bỏ Yên Nhi. Chủ nhân, Tiêu Tiêu là người của cậu. Hai cô gái lẩm bẩm. Trong lúc quấn chặt Diệp Bắc Minh, đồng thời còn xoẹt xoẹt xé áo trên người. Diệp Bắc Minh quát một tiếng, các cô tỉnh táo lại đi. Cắm quỷ môn thập tam châm xuống, cơ thể của hai cô gái run lên. Đôi mắt vốn mơ màng trở nên tỉnh táo vài phần, sau khi phát hiện mình quấn lên người Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, chủ nhân, chúng tôi đã chết rồi ư. Diệp Bắc Minh bất lực lắc đầu, ai nói các cô đã chết. Các cô chỉ trúng độc thôi. Bây giờ đã được giải độc, còn không buông tôi ra. À! Hai cô gái mới nhớ ra, hình như mình bị Thanh Huyền Tử bắt đến phủ quốc sư, còn cho họ uống hợp hoan đan. Liền vội vàng buông Diệp Bắc Minh. Vì áo trên người bị xé rách, chỉ còn lại mấy mảnh vải rách. Lúc đứng lên liền trơn rơi xuống. Hiện ra tất cả. Diệp Bắc Minh vội quay đầu, lấy ra mấy bộ quần áo của mình từ trong nhẫn chữ vật, các cô mặc tạm đi. Đợi hai người mặc áo xong, Diệp Bắc Minh nói, chúng ra rời khỏi đây trước rồi nói. Được. Vương Yên Nhi và Tiêu Tiêu nghe lời gật đầu. Bỗng nhiên, giọng tức giận của Thanh Huyền Tử vang lên, muốn đi. Diệp Bắc Minh, mày đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ầm ầm. Một luồng sức mạnh cực kỳ cường mạnh ập đến, đảo quét đến như giống như vòi rồng. Nóc nhà lập tức hóa thành bột vụn, mảnh vụn bay ra theo cuồng phong. Chỉ thấy, xung quanh sức mạnh phù văn vụt lóe, một luồng năng lượng cường mạnh dao động ngưng tụ thành một màn sáng nửa hình tròn bao trùm xung quanh căn phòng. Trận pháp. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh trầm xuống. 108 võ giả đứng xung quanh trận pháp. Đều là cảnh giới thiên thần, thực lực không cao lắm. Trong tay mỗi người đều cầm một cán cờ màu đỏ máu, trong lúc phung múa, sức mạnh trận pháp cuồn cuộn không dứt. Thanh Huyền Tử đứng bên ngoài trận pháp, thật không ngờ Diệp Bắc Minh, mày lại chưa chết. Chưa chết cũng thôi đi, lại còn dám giết vào điện thần hoàng. Giết độc cô bá đạo trước nhiều người. Lão phế vật này cũng không coi là không có tác dụng, trước khi chết lại nói ra bí mật mày là người của hoa tộc thượng cổ trước nhiều người, chẳng lẽ lão phế vật này vẫn luôn tìm hiểu mày không thôi? Diệp Bắc Minh nhả ra một câu, ông nói thừa nhiều quá rồi đấy. Giơ tay chém ra một kiếm, một con huyết long khổng lồ trăm trượng xông ra đập mạnh lên màn sáng màu máu. Phập! Một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Màn sáng màu máu chỉ rung lên một chút, lại không hề bị tổn hại. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Ha ha ha. Thanh Huyền Tử cười lớn châm biếm, Diệp Bắc Minh, mày đừng tốn sức nữa, đây là đại trận huyết hồn. 108 lá cờ này đã hút sinh hồn của rất nhiều người, cho dù mày tấn công mạnh đến thế nào, cũng sẽ bị đại trận huyết hồn làm yếu đi 108 lần. Cho dù là tổ cảnh bị đại trận huyết hồn nhốt, cũng chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, Thanh Huyền Tử ép một lá cờ nhỏ trong tay xuống dưới. 108 lá cờ huyết hồn vung lên. Bù! Trong màn sáng huyết hồn bùng phát ra một luồng sức mạnh nghiền áp về phía ba người Diệp Bắc Minh, Vương Yên Nhi, Tiêu Tiêu. Trong phút chốc, Vương Yên Nhi và Tiêu Tiêu cháy máu ở bảy lỗ tai mắt mũi, trong không khí hóa thành một trận xương máu bị phiến huyết hồn nuốt chừng. Việc này, cậu Diệp, làm thế nào? Khuôn mặt Vương Yên Nhi tái nhợt. Tiêu Tiêu cắn răng, không nói một lời. Nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt kiên định, định sống chết cùng anh. Lúc này, Diệp Bắc Minh cảm thấy máu trong cơ thể sôi sục, máu tươi giống như xông ra khỏi cơ thể. Tiểu Tháp, chuẩn bị ra tay xông phá đại trận huyết hồn. Bỗng nhiên, kiếm càn khôn chấn ngục phát ra giọng cô gái, chủ nhân. Việc gì phải bảo chú Tháp ra tay, tôi có thể phá trận. Ồ, cô định làm thế nào, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Kiếm càn khôn chấn ngục cất giọng lanh lảnh trả lời, chủ nhân, xem tôi hút cạn nó đây. Lập tức, kiếm càn khôn chấn ngục lơ lửng trên không trung đỉnh đầu Diệp Bắc Minh, huyết khí bùng phát ra trong đại trận huyết hồn lại hóa thành một lốc xoáy khổng lồ tập trung về phía kiếm càn khôn chấn ngục. Ngay cả màn sáng màu máu của trận pháp cũng ảm đạm. Chuyện gì vậy,
sức mạnh của tôi đang biến mất. Tôi không khống chế được bản thân, sức mạnh trong đan điền đang biến mất, lực sinh mệnh của tôi cũng đang biến mất. 108 võ giả tay cầm phiến huyết hồn đầy kinh sợ. Các người làm sao vậy? Thanh huyền tử kinh sợ phát hiện. 108 người mà mình bồi dưỡng đang già đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Vốn dĩ đều là các thanh niên cường tráng, bỗng chốc biến thành đàn ông trung niên. Sau đó, người nào cũng râu tóc bạc phơ, trên mặt đầy nếp nhăn. Giống như ông lão 70-80 tuổi trong người bình thường. A, à, cứu tôi với, đừng. 108 người đều kêu thảm, từng người hóa thành xác khô. Ngay cả cờ huyết hồn trong tay cũng bay đi, thấy sắp bị kiếm càn khôn chấn ngục nuốt chửng. Kiếm càn khôn chấn ngục, đợi đã. Diệp Bắc Minh lên tiếng ngăn cản. Được. Kiếm càn khôn chấn ngục vẫn chưa hết hứng, soạt một tiếng bay về trong tay Diệp Bắc Minh. Đại trận huyết hồn được phá vỡ. Mày rốt cuộc là quái vật gì? Thanh huyền tử lạnh run người, kinh sợ lùi lại. Diệp Bắc Minh cười, tôi là ông của ông. Tiến lên một bước, đâm ra một kiếm thô bao đơn giản. Đồng tử của thanh huyền tử co lại, giơ một thanh thần thương màu vàng kim lên chống đỡ. Sắc một tiếng giòn tan, thần thương trực tiếp nổ nứt, hóa thành vô số mảnh vụn. Thanh huyền tử một lúc lấy ra 5-6 thần khí, tất cả không đỡ nổi một đòn của kiếm càn khôn chấn ngục. Quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh vốn không cho lão ta cơ hội, một kiếm xuyên qua lồng ngực của thanh huyền tử. Kiếm càn khôn chấn ngục cảm ứng được máu tươi, điên cuồng hấp thụ. Thanh huyền tử lơ lửng giữa không trung, kinh sợ dãy giụa. Chẳng lẽ mình cũng phải biến thành cái xác khô thứ 109? Diệp Bắc Minh, mày mau thả tao ra. Tao là quốc sư của thần quốc Đại Ngụy, mày dám giết tao, thần quốc Đại Ngụy sẽ không tha cho mày. Ồn ào. Phụt. Diệp Bắc Minh rung cổ tay, thanh huyền tử hóa thành làn xương máu. Toàn bộ bị kiếm càn khôn chấn ngục hấp thụ. Chấm. Bên ngoài sơn môn Thái Dương Tông. Các tông môn tập trung đông đủ, các thế lực như Chấn Hồn Tông, Thất Tinh Các, Độn Thế Thần Tông, Thần Cung Lục Đạo đã từng là thần tông hàng đầu lại trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy lượt người ở phía trước nhất đám đông. Kim Phật Tông hàng triệu năm không xuất hiện, hôm nay lại có 18 Phật tử đến. 18 Phật tử cùng ra tay, cho dù là tổ cảnh cũng phải tránh nhường. 18 Phật tử đều là cảnh giới thần hoàng đỉnh phong trở lên, 3 Phật tử đó còn chẳng nhìn thấu nữa. Mọi người tặc lưỡi. Đôi mắt nhìn chằm chằm 18 bóng lưng phía trước nhất đám đông. Trên người của họ đều phát Phật quang vạn trượng, khí thế kinh người. Người của Xích Diễm Cốc cũng rất khủng bố, nghe nói họ có một loại dị hỏa. Có người kinh ngạc, dị hỏa. Dị hỏa trên bảng dị hỏa. Đúng thế. Có người gật đầu. Dị hỏa thiêu hủy tất cả, ngay cả tổ cảnh cũng không dám vượt qua không trung của Xích Diễm Cốc. Còn có nhà họ Trần của thành trì thứ nhất, tuy họ vẫn luôn xuất hiện, nhưng rất khiêm tốn. Đôi mắt của mọi người nghiêm lại, nhìn lên một đám võ giả ăn mặc nho nhã. Nhà họ Trần lấy nho đạo nhập võ, mở ra con đường võ đạo khác, thực lực thâm sâu khó lường. Nghe đồn nhà họ Trần đã từng có cùng nguồn gốc với Hoa tộc Thượng Cổ, vốn dĩ thế lực bình thường, sau khi Hoa tộc Thượng Cổ bị tiêu diệt, nhà họ Trần khởi sắc từ đó, trong đó rốt cuộc có bí mật gì? Đám đông nhỏ tiếng bàn tán. Trong Thái Dương Tông, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến. Lạc Khuynh Thành, Vạn Lăng Phong cau chặt mày. Đám người Ly Nguyệt, Ly Tố, Đế Khởi La, Sở Sở. Sở Vị Ương, Mặc Đình Đình mặt đầy lo lắng. Bỗng nhiên, một canh giờ đã qua, xem ra các người không định tự mở trận pháp hộ tông. Phật tử thứ 5 khẽ than một tiếng, đã như vậy, các người đừng trách bần tăng dùng vũ lực. Giơ tay ra tóm, một cái này hàng ma màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay. Ầm. Nghiền áp về phía trận pháp hộ sơn của Thái Dương Tông, chỉ nghe một tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Kết giới của đại trận hộ sơn nứt ra, ầm ầm đổ sập. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phật tử thứ 5 một cái. Thủ đoạn thật khủng bố. Đại trận hộ sơn do 10 thần hoàng liên thủ bố trí lại bị hắn công phá bằng một đòn.
Rất nhiều võ giả cùng ào lên, chuẩn bị xông vào Thái Dương Tông. Khoan đã. Chu Nhược Giai bước ra một bước ngăn trước sơn môn của Thái Dương Tông, nghiêm giọng quát, ai dám bước vào Thái Dương Tông một bước, thì sẽ là đối địch với Thái Dương Tông tôi. Tuy bây giờ chồng của tôi không ở Thái Dương Tông, nhưng Chu Nhược Giai tôi đã nhớ kỹ các vị. Lời vừa được nói ra. Rất nhiều võ giả dừng bước chân, lùi lại theo bản năng. Thủ đoạn nhắc đến Diệp Bắc Minh khiến tất cả không lạnh mà run. Phật tử thứ năm lắc đầu, nữ thí chủ, chúng tôi không có hứng thú với Thái Dương Tông. Chúng tôi đến đây, chỉ để tìm Diệp Bắc Minh, chỉ cần hắn lộ diện, chúng tôi sẽ không tiến vào Thái Dương Tông. Vẻ mặt Chu Nhược Giai băng lạnh, tôi đã nói, chồng của tôi không ở trong tông môn. Có ở trong tông môn hay không, không phải một câu nói của thí chủ có thể quyết định. Phật tử thứ năm cười nói, chúng tôi cần vào trong lục soát. Không được. Tôi xem ai dám. Muốn tiến vào Thái Dương Tông, thì phải bước qua người tôi trước. Đám người Lạc Khuynh Thành, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến đều đứng cùng chiến tuyến với Chu Nhược Giai. Mấy người Ly Nguyệt, Lý Tố, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mạc Đình Đình mau chóng đứng đến phía sau. Vạn Lăng Phong quát lớn một tiếng, toàn bộ tiểu đội sát thần ở đây, ai dám bước vào Thái Dương Tông một bước, giết không tha. Rõ. Hàng vạn thành viên tiểu đội sát thần cùng đồng thanh hô lớn. Một luồng khí tiêu sát phút lên trời. Các võ giả khác thấy vậy, đồng tử khẽ run lên. Ngũ sư huynh, phí lời với họ làm gì? Nơi mà Kim Phật chúng ta muốn xông vào thì ai có thể ngăn cản? Phật tử thứ 13 tỏ vẻ mặt lạnh lùng. Hắn xông đến trên bậc thềm sơn môn của Thái Dương Tông, dầm chân. Phập. Trời rung đất chuyển, bậc thềm nứt ra đá vụn bay ra đập mạnh lên mọi người. Phụt. Bốn người Lạc Khuynh Thành, Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến bị đánh đến nôn ra máu. Uy áp cường mạnh khiến họ trực tiếp quỳ xuống đất. Hừ, ma đầu chính là ma đầu, bản thân thì trốn làm con rùa rụt cổ, để một đám phụ nữ đàn bà chặn trước sơn môn, Phật tử thứ 13 cười lạnh lùng lắc đầu. Vốn sĩ muốn chém gãy đầu của mày, nhưng Phật môn không nhuốm máu tươi, nếu mày quỳ xuống buông bỏ đồ đao, quy y cửa Phật thì có thể miễn cái chết. Chồng của tôi không phải là ma đầu. Bắc Minh không phải là ma đầu. Ăn nói bừa bãi, toàn lời nhảm nhí. Bốn người Lạc Khuynh Thành, Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến cắn răng chịu đựng. Phật tử thứ 13 cười lạnh lùng, hết cứu rồi, bị ma đầu làm mê mẩn tâm trí, bản Phật tử siêu độ cho các cô. Giơ tay đè xuống, lại định trực tiếp giết bốn người. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hai cô bé một lớn một nhỏ xông ra. Mọi người ngẩn người. Bé gái thật đáng yêu. Đây chính là con gái của Diệp Bắc Minh. Kẻ xấu, tại sao ông lại muốn hại mẹ tôi, trong đôi mắt non nớt của Diệp Tâm tràn đầy lửa giận. Diệp Nặc chỉ hơn một tuổi, lên tiếng với giọng non nớt, chú chọc đầu đừng ức hiếp mẹ của tôi, bố của tôi sẽ nổi giận đấy. Chú chọc đầu. Phật tử của Kim Phật Tông lại bị nói là chú chọc đầu. Ha ha ha. Đám người không nhịn được cười ồ lên. Diệp Tâm và Diệp Nặc xông đến. Sắc mặt của Phật tử thứ 13 rất khó coi, cảm thấy bị sỉ nhục, cút. Cực kỳ thô bạo tát ra một cái. Hai người trực tiếp bị tát bay đi. Tâm Nhi, Nặc Nhi. Mọi người Thái Dương Tông kinh hãi kêu lên. Bề ngoài cơ thể hai người lại bùng phát ra ánh hào quang màu tím, ngăn cản sức mạnh của đòn này. Sau khi rơi xuống đất, trong hư không sau lưng một người xuất hiện ba con mắt màu tím. Sau lưng một người hiện lên một con ma long màu đen, giống như vực sâu. Đây là sức mạnh của huyết mạch ma tộc. Suýt, trong cơ thể cô bé này có huyết mạch ma tộc. Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Diệp Tâm và Diệp Nặc. Phật tử 13 cười lạnh lùng lắc đầu, thì ra đúng là con cháu của ma tộc, đã như vậy thì bản Phật tử không thể giữ lại chúng. Tiểu ma đầu, bản Phật tử siêu độ cho mày. Năm ngón tay tóm móc trong không trung nghiền áp về phía hai cô bé. Vạn Lăng Phong trực tiếp nổi lên, vãi, tiểu đội sát thần, xông lên cho tôi. Cho dù toàn quân chết hết,
cũng không được để hai cô bé chịu thương tổn. Giết! Hàng vạn thành viên tiểu đội sát thần bùng lên, sát khí ngút trời. Sát khí của hàng vạn người ngưng tụ, vẻ mặt của Phật tử 13 khẽ biến sắc lùi lại. Thập tứ đệ, thập ngũ đệ giúp tôi. Đệ tử thứ 13 khẽ quát một tiếng. Phật tử 14 và Phật tử 15 phía sau tiến lên, ba người đứng sánh vai, chấn giết tà ma. Kim quang vạn trượng nổi lên, sát khí ngập trời bị đánh tiêu tan. Phật tử 10 ta giơ tay đè xuống, tóm về phía Diệp Tâm và Diệp Nặc, diệt trừ tiểu ma đầu trước, hai đứa này là huyết mạch của Diệp Bắc Minh, trong cơ thể chảy dòng máu ma tộc. Bảo vệ hai tiểu thư. Lư Quốc Phong quát một tiếng, đội cảm tử đứng ra, dùng thuốc. Lời vừa được nói ra, hơn ngàn thành viên của tiểu đội sát thần đỏ bừng đôi mắt, đều lấy ra một viên đan dược màu đỏ máu từ trong lòng ra. Không hề do dự nuốt xuống. Bù! Trong tích tắc, tinh thần mỗi người phấn chấn, trên người bùng phát ra một luồng khí tanh máu nồng nặc. Vẻ mặt của Vạn Lăng Phong biến sắc, Lư Quốc Phong, cậu muốn làm gì? Lư Quốc Phong quay đầu nhìn Vạn Lăng Phong một cái, ánh mắt đỏ máu, chiến thần Lăng Phong. Lư Quốc Phong tôi có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào Diệp Soái và ông đề bạt. Không có Diệp Soái thì không có Lư Quốc Phong tôi hôm nay. Tình hình này, tôi không xông lên thì ai xông lên? Nếu ông về Hoa Quốc, nhớ giúp tôi nói với bố mẹ một câu, con trai bất hiếu, không về nữa. Quát một tiếng, tất cả đội, giết. Thành viên tiểu đội sát thần tiến lên trước, ngăn trước hai người Diệp Tâm và Diệp Nặc. Phụt, phụt, phụt. Hơn ngàn người hóa thành xương máu tại chỗ, lại không có một ai chùn bước. Bên ngoài Thái Dương Tông, vô số võ giả xúc động. Tinh thần coi cái chết như không, bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào trong bọn họ cũng không có được, vậy mà lại nhìn thấy ở Thái Dương Tông. Đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ bừng, người của Phật môn lại giết người vô tội bừa bãi như vậy sao? Các người bái Phật gì thế? Khóe miệng Phật tử 13 cong lên nụ cười băng lạnh, khí sát phạt nặng nề như vậy, không biết đã giết bao nhiêu người vô tội. Chẳng khác gì với ma đầu, bản Phật tử chỉ là cho họ đi đầu thai, rửa sạch tội nghiệt thôi. Vừa nói xong, năm ngón tay tóm hư không, một bàn tay lớn màu vàng kim thò ra từ trong Phật quang tiếp tục tóm về phía Diệp Tâm, Diệp Nặc. Thạch Lỗi hít sâu một hơi, đang định lên tiếng. Đoạn Nha ở bên cạnh ngăn anh ta lại. Vỗ vai anh ta, người anh em, để tôi trước. Anh, Thạch Lỗi ngẩn người. Đoạn Nha cười lắc đầu, anh còn có vợ con, tôi chỉ có một mình. Đội cảm tử, nghe theo lệnh của tôi, dùng thuốc. Đừng. Chu Nhược Giai kinh hãi kêu lên. Hơn ngàn người của tiểu đội sát thần không có ai chùn bước, sau khi nuốt viên đan dược màu đỏ rồi xông lên, cho đến khi hóa thành xương máu cũng không lùi một bước. Các chú, đừng nộp mạng nữa, Diệp Tâm đau khổ nhắm mắt. Hu hu hu, cầu xin mọi người đừng chết. Diệp Nặc lo lắng đến òa khóc lớn. Bình thường họ cùng chơi với thành viên của tiểu đội sát thần, có tình cảm rất sâu đậm. Phật tử 13 cười lạnh lùng lắc đầu, nước mắt của ác ma không tin được, đưa chúng mày đi gặp họ. Thạch Lỗi quát một tiếng, đội cảm tử, giết cho tôi. Từng lượt người liên tiếp xông lên. Mỗi lần là khoảng ngàn người, cho đến cuối cùng, hàng vạn thành viên của tiểu đội sát thần gần như chết hết. Trên cả quảng trường Thái Dương Tông đều là máu. Ực ực. Các võ giả bên ngoài Thái Dương Tông nuốt nước miếng, trong mắt ngoài chấn kinh, nhiều hơn là sự kính phục. Phật tử 13 khì khì lắc đầu, còn ai muốn nộp mạng không? Hôm nay bản Phật tử giết càng nhiều, công đức càng lớn. Thập Tam Ca, Phật môn không nói giết. Phải nói là siêu độ. Phật tử 14 nhắc nhở. Phật tử 13 lập tức cười lớn, ha ha ha, thập tứ đệ nói đúng, siêu độ, là siêu độ. Vạn Lăng Phong quát một tiếng, đám cặn bã chúng mày, tiểu đội sát thần cùng với tôi, giết. Hơn ngàn quân tinh nhuệ cuối cùng quyết đoán, cũng không hề do dự nuốt một viên đan dược màu đỏ. Ngàn người bùng phát ra khí thế thiên quân vạn mã. Phật tử 15 hừ lạnh lùng một tiếng, muốn chết hả? Phật tử 13, Phật tử 14, Phật tử 15 cùng ra tay, tiểu đội ngàn người vốn không chống lại được.
toàn quân bị tiêu diệt kể cả Vạn Lăng Phong. Còn có ai muốn được siêu độ không? Khóe miệng Phật tử 13 nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Phật tử 13 lắc đầu, đã như vậy, bản Phật tử càng phải giết hai tiểu ma đầu này. Giơ tay nghiền áp về phía Diệp Tâm và Diệp Nặc. Dừng tay. Chu Nhược Giai sớm đã nước mắt giàn giụa, vẫn bước liên ngăn trước người Diệp Tâm và Diệp Nặc, muốn giết chúng, giết tôi trước. Được. Thập tử 13 cười gật đầu. Giơ tay, chảy hàng ma màu vàng kim bay ra, phụt một tiếng trực tiếp xuyên qua trái tim của Chu Nhược Giai. Cơ thể của Chu Nhược Giai run lên, hào quang trong đôi mắt đẹp dần biến mất, Bắc Minh. Xin lỗi, tôi không cố gắng được đến lúc anh về. Cô Chu. Nhược Giai. Toàn bộ các cô gái Lạc Khuynh Thành, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Ly Nguyệt, Ly Tố, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mặc Đình Đình đều run lên. Bốp. Cơ thể của Chu Nhược Giai trực tiếp ngã xuống. Phật quang màu vàng kim ập đến, cơ thể Chu Nhược Giai tan chảy. Còn ai muốn được siêu độ không? Phật tử 13 thản nhiên nói, giống như nghiền chết một con kiến. Đông Phương Xá Nguyệt hít khí lạnh, đi về phía trước. Lạc Khuynh Thành kéo cô ta lại, cô muốn làm gì? Đông Phương Xá Nguyệt nở nụ cười, vốn dĩ tôi không phục, cô Châu chỉ là một người bình thường. Dựa vào cái gì mà cô ấy là vợ chưa cưới của Bắc Minh? Dựa vào cái gì mà cô ấy mới là vợ chính thức? Bây giờ xem ra, tôi thực sự không bằng cô ấy. Con gái của tôi, nên do tôi tự mình bảo vệ. Nói xong, cô ta gỡ tay Lạc Khuynh Thành ra, ngăn trước người Diệp Tâm và Diệp Nặc. Một giây sau, Tôn Thiến đứng bên cạnh Đông Phương Xá Nguyệt, nói, ngài nói đúng, con gái của mình nên tự mình bảo vệ. 13 Phật tử phụt một tiếng bật cười, ha 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 ha, mẹ của tiểu ma vật, nghiệp chướng nặng nề. Các người, siêu độ đi thôi. Phật quang kim sắc đánh tới như sóng thần trong nháy mắt đã chạm đến hai người Đông Phương Xá Nguyệt và Tôn Thiến. Cơ thể hai người hòa tan ra. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Diệp Tâm và Diệp Nặc gần như khóc ngất đi, trên cơ thể hai người đột nhiên phóng ra một mảnh ma quang đen nhánh. Trên bầu trời Thái Dương tông mây đen gào thét, sấm sét vang dội, giống như là tận thế đến nơi. Sức mạnh huyết mạch. Quả nhiên không phải ma tộc bình thường, càng không thể để nó sống tiếp. 18 vị Phật tử đồng thời ngước lên nhìn trên bầu trời, ánh mắt nghiêm nghị, cẩn thận không chậm trễ lại phát sinh biến cố, trước tiên giết chết hai tiểu ma vật này rồi nói tiếp. 18 vị Phật tử chuẩn bị ra tay. Ly Nguyệt sớm đã nước mắt đầy mặt. Toàn thể Thu La tộc xuất kích. Cần tuân mệnh lệnh của nữ hoàng. Người của Thu La tộc cũng đều là nhà binh, mười mấy vạn tộc nhân Thu La tộc lao ra từ di tích Côn Luân Thượng Cổ. Đây là cái gì? 99 ngọn núi Tọa Long. Đây là di tích Côn Luân Thượng Cổ. Người Trần gia, Xích Diễm Cốc vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, sau khi thấy di tích Côn Luân Thượng Cổ xuất hiện mới thay đổi sắc mặt. Di tích Côn Luân Thượng Cổ đang ở trước mắt. Bên trong ẩn dấu bí mật lớn nhất của hoa tộc thượng cổ. Một lão già của Trần gia kích động nói. Một người đàn ông trung niên của Xích Diễm Cốc hét lớn, không tiếc bất cứ giá nào để đạt được nó, ai dám ngăn trở thì giết không tha. Người của các tông môn còn lại thấy thế, sợ mình bị tụt lại phía sau. Tất cả đều phóng vào trong Thái Dương Tông. Giết! Ly Tố, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mặc Đình Đình hai mắt đỏ lên. Lấy vũ khí ra, giết đám người vào trong. Trên mặt Phật tử thứ nhất lộ ra một sự lạnh lùng, thế mà sâu trong Thái Dương Tông lại che giấu đại quân ma tộc. Quả nhiên là tông môn của ma tộc, không có gì để nói nữa. Siêu độ bọn họ. Rõ. 17 Phật tử còn lại đồng thời gật đầu, giết vào đám người. Trong khoảnh khắc, Thái Dương Tông hóa thành luyện ngục nhân gian chân chính. Giết, bảo vệ hai tiểu thư. Bảo vệ nữ hoàng. Tất cả Tu La tộc đều gầm lên. 18 Phật tử Kim Phật Tông xông vào trong đám người, 18 người cảnh giới thần hoàng đỉnh phong quét ngang tất cả. Người Trần gia xung phong lên trước, đã đến trước mặt Ly Nguyệt. Cùng lên đường đi. Ly Nguyệt lựa chọn tự bảo. Con gái, không, Ly Tố nhìn thấy con gái tử trận, như nổi điên mà xông vào trong đám người.
biến mất trong một mảnh xương máu. Đế Khởi La cắn răng kiên trì, trên người toàn là máu tươi, mình không thể chết. Mình còn chưa nói cho Diệp đại ca là mình thích anh ấy, mình không thể chết. Phụt! Một cây trường thương kim sắc đánh tới, xuyên qua lồng ngực Đế Khởi La. Một bên khác, lồng ngực Sở Sở bị hàng ma sử xuyên thủng, ánh mắt cô ấy mơ màng, Diệp đại ca, anh còn nợ tôi thật nhiều khoai tây chiên đấy. Kiếp sau trả lại cho tôi ha. Sở Sở. Sở Vị Ương kêu thảm một tiếng, tôi giết ông. Không chịu nổi một kích. 13 Phật tử lạnh lùng lắc đầu, một quyền giết chết Sở Vị Ương. Mạc Đình Đình cười thảm một tiếng, công tử, vĩnh biệt. Đến đây, toàn quân Tu La tộc bị diệt. Hu hu hu. Diệp Tâm và Diệp Nặc gào khóc, không được giết, cầu xin các người đừng giết nữa. Hu hu hu, bố ơi, bố mau trở về đi. Hai cô bé, một đứa chỉ mới 5 tuổi, đứa còn lại mới hơn 1 tuổi. Hai cô bé chịu không nổi hình ảnh như vậy, khóc đến gần như bất tỉnh. Có người nhướng mày, nhìn về phía Diệp Tâm và Diệp Nặc nói, xử lý hai con bé kia thế nào? Di tích Côn Luân Thượng Cổ đang ở trước mắt, trực tiếp giết hai tiểu ma vật này là được, sau đó nhanh chóng đi vào di tích Côn Luân Thượng Cổ có người đề nghị. Đột nhiên, ầm ầm, sâu trong hư không nứt ra một vết rách, từ trong đó vươn ra một cái móng vuốt kim sắc to bằng ngọn núi, chộp một phát đã bắt được hai người Diệp Tâm và Diệp Nặc. Tiếp theo, móng vuốt kim sắc chộp về phía di tích Côn Luân Thượng Cổ. Ầm ầm, Thái Dương Tông chấn động kịch liệt, di tích Côn Luân Thượng Cổ bay lên cao, nó và Diệp Tâm, Diệp Nặc đồng thời bị kéo vào trong khe nứt. Đáng chết! 13 Phật tử cực kỳ tức giận, hai tiểu ma vật bị một con chim bắt đi rồi. Đó là thứ gì? Phật tử thứ nhất cau mày, móng vuốt to như ngọn núi lớn, cơ thể giấu sâu trong hư không. Toàn thân vàng kim, trên người có vảy rồng, chỉ sợ là kim sĩ đại bằng ra đời trong hỗn độn trong truyền thuyết. Kim sĩ đại bằng. Tất cả người tu võ ở đây đều giật nảy mình, thật sự có loại sinh vật này sao? Cũng quá lớn rồi đấy. Một ông lão của Trần Gia nghi hoặc hỏi, kim sĩ đại bằng ra đời trong hỗn độn, tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn mang hai tiểu ma vật kia đi mất. Người đàn ông trung niên của Xích Diễm Cốc lắc đầu nói, tôi không có hứng thú với mấy cái này, tôi chỉ muốn biết Diệp Bắc Minh ở nơi nào. Nói không chừng đang trốn trong Thái Dương Tông đấy, đi vào lục soát. Đám người không kịp chờ đợi, đi về phía Thái Dương Tông. Đột nhiên, đệt. Phía sau vang lên tiếng giống giận dữ như dã thú gào thét, người đâu? Tất cả mọi người đâu rồi? Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh lao vùn vụt tới, sau khi nhìn thấy tình hình ở Thái Dương Tông thì toàn thân đều run rẩy. Đôi mắt càng đỏ hồng đến dọa người. Diệp Bắc Minh. Có người nhận ra Diệp Bắc Minh. Phật tử số 13 quay đầu, mỉm cười nói, cậu chính là Diệp Bắc Minh à? Thật ngại quá. Cậu xuất hiện quá muộn, bọn họ đều đã bị bản Phật giết chết hết. Một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu anh. Trái tim Diệp Bắc Minh thắt lại một cái, lửa giận trong lòng và sự phẫn nộ không còn cách nào ngăn chặn được, không thể nào. Người Trần gia, Xích Diễm Cốc tập trung vào Diệp Bắc Minh. Vây quanh khắp bốn phương tám hướng. Phật tử số 13 cười đùa, tiểu đội sát thần đó thật đúng là không sợ chết, một đợt lại một đợt đến nộp mạng. Còn có người phụ nữ tên Chu Nhược Giai đó nữa, là chính tay tôi dùng hàng ma sử đâm xuyên qua ngực cô ta. Đúng rồi, mấy người phụ nữ của cậu, đa số đều chết trong tay bản Phật tử, thế nào, cậu rất tức giận sao? Tôi muốn diệt toàn tộc ông. Diệp Bắc Minh hoàn toàn điên cuồng, phát ra một tiếng gào thét như dã thú. Con mắt thần ma giữa trán hiện ra. Phía sau cuộn lên ma khí ngập trời. 9 con hắc sắc ma long trong nháy mắt hóa thành màu đỏ như máu xông ra. 148 khối xương chí tôn trong cơ thể sôi trào, một sức mạnh trước nay chưa từng có bộc phát ra ngoài. Khóa chặt mục tiêu là Phật tử số 13 mà vọt thẳng đến. Phật tử số 13 cảm nhận được hơi thở kinh khủng của Diệp Bắc Minh, sự đùa cợt trong mắt hóa thành kinh hoàng. Ầm. Một tiếng vang lớn. Hai tay Diệp Bắc Minh bóp cổ Phật tử số 13 rồi đập mạnh xuống đất, hai chân dẫm lên ngực ông ta, duy trì một tư thế quỷ dị. Nói,
cho tôi. Bọn họ đang ở đâu? Diệp Bắc Minh trừng to mắt, máu theo khóe mắt tuôn ra từng giọt. Diệp Bắc Minh, buông ông ấy ra. 17 Phật tử còn lại xông lên, bao vây xung quanh Diệp Bắc Minh. Phật tử số 13 tỏ ra bối rối, ông ta hoảng sợ lắc đầu, cậu thả tôi ra trước đã, tôi sẽ nói cho cậu biết. Bù! Diệp Bắc Minh bóp chặt lấy cổ Phật tử số 13, thần hồn đánh thẳng vào tâm trí ông ta, siêu hồn. Một vài cảnh tượng khiến Diệp Bắc Minh tuyệt vọng xuất hiện trong đầu. Tiểu đội sát thần hung hãn không sợ chết. Chu Nhược Giai vì ngăn cản đám người mà vẫn lạc. Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Lạc Khuynh Thành, Vạn Lăng Phong. Cảnh tượng đám người Ly Tố, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mặc Đình Đình tử chiến, từng cảnh lần lượt xuất hiện trong đầu Diệp Bắc Minh. Cuối cùng, một móng vuốt to lớn màu vàng óng xé rách hư không chộp tới, mang Diệp Tâm và Diệp Nặc đi. Ha ha ha, chết rồi, tất cả mọi người chết cả rồi. Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh hoàn toàn điên cuồng, tôi muốn tất cả các người ở đây, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hai tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn, mỗi lần xẹt qua đều xé xuống một phần máu thịt trên người Phật tử số 13. A, à, máu thịt của tôi, mau cứu tôi. Phật tử số 13 kêu thảm. 17 Phật tử còn lại thấy thế, đồng thời hướng về phía Diệp Bắc Minh ra tay. Diệp Bắc Minh mặc cho các loại tấn công đánh vào người mình, máu me đầm đìa cũng không cảm thấy đau đớn. Mãi cho đến cuối cùng, tất cả máu thịt trên người Phật tử số 13 bị Diệp Bắc Minh xé hết xuống. Xương cốt bị một quyền của Diệp Bắc Minh nện thành bụi phấn. Thập tam đệ, đáng chết, giết tên ma đầu này, tất cả các Phật tử còn lại đều nổi giận, nhao nhao lao đến. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, tháp càn khôn chấn ngục, cho tôi sức mạnh. Ông đây không tiếc bất cứ giá nào, phải giết hết tất cả mọi người có mặt ở hiện trường. Tháp càn khôn chấn ngục giật mình, tiểu tử, đừng xúc động, bây giờ cậu cần ẩn nấp. Diệp Bắc Minh lập tức nổi giận, ẩn nấp cái rằm ấy. Ông đây nghe lời ông ẩn nấp, tình hình hiện tại thế nào? Tiểu đội sát thần toàn quân bị diệt, người phụ nữ của tôi đã chết. Con gái tôi không biết tung tích, Thái Dương Tông cũng bị hủy diệt theo. Tôi sợ hãi bị bại lộ, tôi thật là sợ quá đi. Cho dù hôm nay ông đây có chết ở chỗ này, cũng phải kéo theo những tên xúc sinh này chôn cùng. Sức mạnh, cho ông đây sức mạnh. Hôm nay, tất cả mọi người đều phải chết. Tháp càn khôn chấn ngục than nhẹ một tiếng, được thôi. Bù! Một sức mạnh trước nay chưa từng có rót vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Giờ khắc này, Diệp Bắc Minh cảm giác sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, thần niệm đều không chỉ tăng lên gấp trăm lần. Nhìn 17 Phật tử đang xông lên, trong lòng anh cuồn cuộn căm giận ngút trời, đấm ra một quyền. Ầm! Phật tử số 9 xông lên đầu tiên hóa thành một mảnh xương máu ngay tại chỗ. Cửu đệ! Cửu ca! Các Phật tử còn lại giật mình. Hít! Diệp Bắc Minh đến cùng có thực lực gì? Người của Trần Gia, Xích Diễm Cốc và những người tu võ khác bị dọa đến mí mắt giật giật. Một quyền đấm chết Phật tử số 9 có cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, thế này cũng quá kinh khủng rồi. Một màn phía sau. Càng thêm khiến bọn họ khó mà quên được trong cả đời. Đáng chết, tất cả các người đều đáng chết. Diệp Bắc Minh xông vào trong đám người, cho mỗi người một quyền. 16 Phật tử cứ như dưa hấu, tất cả đều bị anh dùng một quyền đánh nổ. Còn có các người, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Diệp Bắc Minh đưa tay ra, kiếm càn khôn chấn ngục kiếm xuất hiện trong tay anh, kiếm càn khôn chấn ngục, giết cho tôi. Cắn nuốt máu thịt và thần hồn của tất cả bọn họ, khiến bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh. Giết, giết, giết. Diệp Bắc Minh không ngừng gầm lên. Trước mắt toàn là màu đỏ rực của máu. Anh đã giết đỏ cả mắt, bất kể là ai, chỉ cần xuất hiện trước mắt anh, đều bị một kiếm hóa thành xương máu. Giờ khắc này, anh đã hoàn toàn hóa thân thành sát thần. Đồ ma quỷ. Đến cùng thì chúng ta đã trêu chọc chúng thứ gì? Đừng mà! Diệp Tông Chủ, tôi không có ra tay mà. Chúng tôi chỉ đến tham gia náo nhiệt thôi. Đừng mà! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, khí tàn sát tràn ngập trong thiên địa.
Một ngày này, bên ngoài Thái Dương Tông hóa thành địa ngục trần gian. Hơn nửa canh giờ sau, tất cả mọi người bên ngoài Thái Dương Tông đều vẫn lạc. Ha 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 ha, tiểu tháp, 10 năm trước Diệp gia chúng tôi bị hủy diệt, cửa nát nhà tan. 10 năm sau tại thần giới, tôi còn phải chịu đựng một lần cửa nát nhà tan nữa, tu võ. Ha ha ha, tu con mẹ nó võ ấy. Diệp Bắc Minh quỳ gối trước sơn môn Thái Dương Tông, vừa khóc vừa cười, là tôi có lỗi với mọi người, ha ha ha. Lúc này, giọng tháp càn khôn chấn ngục vang lên, tiểu tử, bản tháp biết cậu rất đau khổ. Nếu bản tháp nói cho cậu, tôi có thể cứu mọi người một lần, cậu có thể vui hơn chút nào không? Cái gì? Diệp Bắc Minh hô hấp dồn dập, trừng to mắt, giọng nói cũng run rẩy không ngừng, tiểu tháp, ông có thể cứu mọi người à? Cứu thế nào? Tháp càn khôn chấn ngục im lặng một lát rồi phun ra bốn chữ, nghịch chuyển thời không. Bản tháp có thể khiến thời gian chảy ngược, trở lại một canh giờ trước. Nhưng, phải trả giá đại giới. Diệp Bắc Minh kích động gầm nhẹ, bất kể là đại giới nào cũng được, chỉ cần mọi người có thể không chết. Được rồi, tiểu tử, sau này phải dựa vào chính cậu rồi. Tháp càn khôn chấn ngục không giải thích thêm, đọc một câu chú ngữ, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Đạo sinh càn khôn, chấn ngục bất diệt. Bản tháp tán đi sức mạnh càn khôn, thời không, chảy ngược. Bù. Trong chớp mắt này, Diệp Bắc Minh cảm thấy toàn bộ thế giới đều dừng lại. Trong chốc lát, tất cả máu thịt, xác chết, xương trắng trên mặt đất, toàn bộ như cuộn phim thua ngược mà xây dựng lại, trở về như cũ. Từng người đã bị giết chết xuất hiện lại, thời gian nhanh chóng đảo ngược. Người tu võ của các đại tông, Trần Gia, Xích Diễm Cốc, thậm chí là 18 Phật tử bị Diệp Bắc Minh giết chết, tất cả xuất hiện trong cảnh tượng trước mắt. Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Lạc Khuynh Thành, Vạn Lăng Phong. Ly Nguyệt, Ly Tố, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mạc Đình Đình. Thành viên của tiểu đội sát thần, tộc nhân Tu La Tộc, tất cả đều xuất hiện trước mắt. Diệp Bắc Minh phát hiện, mình căn bản không thể hô hấp, chớ nói chi là cử động một cái. Rốt cục thì, khung cảnh dừng quay ngược. Phù. Diệp Bắc Minh vừa có thể hô hấp, bên tai liền truyền đến tiếng quát khẽ. Bảo vệ hai tiểu thư. Lư Quốc Phong gầm nhẹ một tiếng, đội cảm tử ra khỏi hàng, uống thuốc. 1000 thành viên của tiểu đội sát thần bước ra khỏi đám người, mỗi người móc ra một viên đan dược màu đỏ, chuẩn bị nuốt vào. Diệp Bắc Minh kích động đến nước mắt tuôn ra. Anh không thèm lau khô nước mắt, bước ra một bước đến phía trước sơn môn Thái Dương Tông, Lư Quốc Phong, lui ra. Bù. Trong khoảnh khắc Diệp Bắc Minh xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trên người anh. Tiểu sư đệ. Bắc Minh. Diệp Soái. Tông chủ, ngài trở về rồi. Đám người Thái Dương Tông vô cùng kích động. Diệp Bắc Minh lau đi huyết lệ ở khóe mắt, cuống họng khô khốc, anh lắc đầu nói, được nhìn thấy mọi người lần nữa, thật tốt. Vẻ mặt mọi người vô cùng nghi hoặc. Không biết tại sao Diệp Bắc Minh lại đột nhiên nói như vậy. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một giọng nói đùa cợt, cậu chính là Diệp Bắc Minh. Làm sao mà khóc thế? Không phải là vì sợ hãi bật khóc đấy chứ? Khóe miệng Phật tử số 13 nở nụ cười trào phúng. Ông, đáng chết nhất. Diệp Bắc Minh phát ra âm thanh như của tử thần, không có bất kỳ dấu hiệu báo nào liền vọt thẳng ra ngoài, đến trước mặt Phật tử số 13. Sát ý gập trời cản hết tất cả đường lui của ông ta. Sắc mặt Phật tử số 13 đại biến. Ông ta là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong, vào thời điểm đối mặt với Diệp Bắc Minh lại cảm nhận được một loại uy hiếp của cái chết. Cút đi. Phật tử số 13 gầm thét. Một quyền đấm thẳng vào mũi Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh vô cùng lạnh lẽo, anh vươn năm ngón tay khẽ chụp được cổ tay Phật tử số 13. Một tay khác đấm ra một quyền, hung hăng nện vào lồng ngực Phật tử số 13. Ầm. Một tiếng động giòn tan vang lên, xương ngực của Phật tử số 13 lập tức nổ tung ngay tại trận, hoàn toàn không chống lại nổi uy lực của một cú đấm của Diệp Bắc Minh. Cú đấm này là vì Nhược Giai. Ầm. Cú đấm này là vì Sáng Nguyệt. Ầm. Cú đấm này là vì Đại Sư Tỷ.
Ầm. Cú đấm này là vì Tôn Thiến. Ầm. Cú đấm này là vì tiểu đội sát thần. Ầm. Cú đấm này là vì Ly Nguyệt. Ầm. Cú đấm này là vì... Diệp Bắc Minh như thể phát điên, đấm hết cú này tới cú khác vào lồng ngực của Phật tử số 13. Bọn Chu Nhược Giai, Chu Lạc Ly, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Ly Nguyệt ngơ ngác ra mặt. Bắc thần làm vậy là sao? Phật tử số 13 dáng chịu đựng đau đớn, nét hoảng sợ lộ rõ trên khuôn mặt của ông ta, cậu đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu, tôi có làm gì đâu. Lồng ngực của ông ta máu me be bét. Đừng vội, vẫn còn trò vui đang chờ ông. Diệp Bắc Minh tuét miệng cười một tiếng, thọc tay vào lồng ngực của Phật tử số 13, tóm lấy trái tim của ông ta. Phụt! Anh cưỡng chế móc nó ra rồi bộc một tiếng, bóp nát. Á! Phật tử số 13 đau méo mặt. Em 13. Anh 13. Lửa giận của 17 vị Phật tử còn lại bốc cao lên tới tận trời, bọn họ bao vây Diệp Bắc Minh lại, buông em 13 ra. Diệp Bắc Minh, cậu có biết thân phận của người trong tay cậu là gì không? Người này là Phật tử số 13 của Kim Phật Tông số 1 thiên hạ. Sao cậu dám làm như vậy chứ? Còn không mau buông em 13 ra. Mấy Phật tử nghiêm nghị quát lên. Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to, buông ông ta ra ư. Được thôi. Trong giây lát, tay trái Diệp Bắc Minh giữ chặt đầu Phật tử số 13, tay phải vung lên. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục bổ một nhát xuống. Phập. Thân thể của Phật tử số 13 bị chém lìa khỏi đầu, bị Diệp Bắc Minh tung cước sút bay. Xác của Phật tử số 13 bay ra ngoài. Rơi xuống bậc thềm trước cửa Sơn Môn Thái Dương Tông trong tư thế hai tay chống xuống đất. Diệp Bắc Minh tiện tay quẳng đầu của Phật tử số 13 đi, vừa khéo rơi chúng vào giữa hai tay của Phật tử số 13. Ôi! Chứng kiến cảnh ấy, tất cả người tu võ của các tông môn đang có mặt ở đây đều hít sâu một hơi. Đường đường là Phật tử số 13, vậy mà bị Diệp Bắc Minh chém một nhát đứt lìa đầu, thi thể bưng đầu quỳ gối bên ngoài Sơn Môn Thái Dương Tông. Mọi người sợ rớt cả tròng mắt trước cảnh tượng này. Em 13. Anh 13. Diệp Bắc Minh, cậu thật đáng chết, mọi người hãy đồng loạt ra tay siêu độ cậu ta đi. 17 Phật tử cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong đồng loạt ra tay, ánh sáng nhà Phật chiếu rọi khắp muôn nơi. Không khí dường như đang sôi lên, luồng hơi thở chết chóc thổi ập về phía Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh giá, còn hai người nữa. Hai người cũng là đồng lõa. Anh nhìn chằm chằm vào Phật tử số 14 và Phật tử số 15. Diệp Bắc Minh bước một bước, ảnh thuấn. Lập tức xuất hiện trước mặt Phật tử số 14 và Phật tử số 15. Cậu muốn làm gì? Hai người kia biến sắc, chỉ riêng sát khí lạnh giá tỏa ra từ người Diệp Bắc Minh thôi đã đủ khiến tay chân bọn họ run rẩy, không điều khiển được thần lực trong cơ thể rồi. Siêu độ các người. Diệp Bắc Minh bổ một nhát kiếm. Gầm. Một luồng kiếm khí màu đỏ máu tuôn ra từ trong Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, loáng thoáng nhìn thấy bóng một con huyết long khổng lồ bên trong kiếm khí màu đỏ máu đang gầm lên. Phụt, phụt. Hai chiếc đầu bay lên trời, bọn họ thậm chí không có cả cơ hội để phản kháng. Diệp Bắc Minh bước một bước xông tới, đạp bay hai cái xác đi xa. Hai cái xác quỳ phịch gối bên ngoài bậc thềm trước Sơn Môn Thái Dương Tông. Hai chiếc đầu rơi xuống, chúng vào tay của mỗi người. Chuyện này. Bầu không khí lặng ngắt đáng sợ. Mười mấy vạn người tu võ đang có mặt ở đây đều há to miệng, không ai dám thở mạnh dù chỉ một hơi. Kinh khủng, mẹ kiếp, quá kinh khủng. Cuối cùng thì 15 Phật tử còn lại cũng kịp nhận thức được tình hình, bọn họ run rẩy nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, đôi mắt răng đầy tơ máu, cậu. Ác ma, cậu chính là ác ma. Chuyện thảm thiết như vậy mà cậu cũng dám làm ra, Thái Dương Tông cần phải bị xóa sổ. Đừng nóng vội, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Diệp Bắc Minh phát ra thứ âm thanh như vang lên từ sâu bên dưới địa ngục, ánh mắt lạnh thấu xương khóa chặt vào 15 vị Phật tử còn lại. Cậu ta muốn làm gì? Trái tim của những người tu võ còn lại thắt lại. Bọn họ có dự cảm chẳng lành. Một giây sau. Diệp Bắc Minh dậm chân một cái,
quanh người tỏa ra ma khí màu đen ngập trời, bên trong ma khí màu đen lao ra 9 con ma long màu đen. Kim Phật Tông chó chết, bọn Phật tử rác rưởi. Hôm nay tất cả các người đều phải chết, sau này tôi sẽ tới tận cửa Kim Phật Tông để siêu độ cho toàn bộ tông môn của các người. Diệp Bắc Minh cực kỳ ngang ngược, xông lên như một ngôi sao băng. Ở trong mắt anh, 15 tên cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong dường như không hề tồn tại. Ôi trời ạ, cậu ta chán sống rồi hay sao? Đám người thu võ đứng bên ngoài Thái Dương Tông nghẹn họng, chố mắt ra nhìn, hoảng sợ suýt thì nổ tung trong mắt. Ánh mắt của người nhà họ Trần và Xích Diễm Cốc vô cùng nặng nề, bọn họ thực sự không hiểu Diệp Bắc Minh lấy đâu ra tự tin. Giết! 15 Phật tử quát khẽ một tiếng, Phật tử số 10 là người đầu tiên xông lên, cầm trong tay một cây chảy kim cang. Cút mẹ mày đi! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, nổ tung đi cho ông. Kiếm càn khôn chấn ngục chém mạnh xuống, ngay trong khoảnh khắc va chạm với chảy kim cang, nó lập tức chém chảy kim cang vỡ vụn. Á! Phật tử số 10 kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, cơ thể bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, mảnh vỡ của chảy kim cang găm vào ngực. Hai tay Phật tử số 10 run rẩy, suýt chút nữa thì nổ tung. Mày có biết vì sao tay mày không bị gãy không? Diệp Bắc Minh bước một bước đuổi theo. Con người của Phật tử số 10 thu nhỏ lại, ông ta bất giác nhìn về phía thi thể của Phật tử số 13, Phật tử số 14 và Phật tử số 15, lẽ nào? Chúc mừng mày đã đoán đúng. Diệp Bắc Minh lạnh lùng vung kiếm lên chém. Phập! Trong khoảnh khắc chiếc đầu bay lên trời, Diệp Bắc Minh tung cước sút bay thi thể của Phật tử số 10 ra ngoài, quỳ gối trên bậc thềm bên ngoài Thái Dương Tông. Một giây sau, anh lại đạp thêm một cước nữa. Đầu của Phật tử số 10 bay ra ngoài, rơi vào hai tay của ông ta. Mặc dù đã có tiền lệ trước đó nhưng không ít người thu võ khi chứng kiến cảnh này. Vẫn không nhịn được bụng chặt miệng, không dám phát ra tiếng động. M10. Đám Phật tử còn lại thấy vậy, tức giận tới mức suýt thì ngất xỉu, giết. Giết, giết cậu ta đi. Khóe môi Diệp Bắc Minh nở nụ cười mỉa mai, yên tâm đi, chẳng mấy chốc các người sẽ qua đó với bọn họ thôi. Bù! Anh dậm chân một cái, lao vút lên trời như một ngôi sao băng, một lần nữa xông về phía đám đông. Phật quang vạn trượng, giết! Ma khí ngập trời, ma long nuốt chừng tất cả đi cho tôi. Ma khí và Phật quang vừa va chạm với nhau lập tức nổ tung, sóng năng lượng kinh khủng nuốt chừng Diệp Bắc Minh và mười mấy vị Phật tử. Á, đừng, sư huynh cứu tôi với. Không. Cứu mạng. Còn chuyện chặt một cánh tay thì đúng là chỉ có tên ngốc. Câu này còn chưa nói xong. Diệp Bắc Minh bỗng bộc phát, mang theo luồng khí máu tanh ngập trời vọt tới trước mặt Trần Tinh Huy. Năm ngón tay duỗi ra tóm lấy vai của Trần Tinh Huy, rắc một tiếng thật to. Trần Tinh Huy quỳ phịch xuống đất, đầu gối nổ tung, đau suýt ngất xỉu, Diệp Bắc Minh, cậu điên rồi. Tôi là gia chủ nhà họ Trần số 1 rừng rậm tinh hồn, cậu dám đối xử với tôi như vậy. Diệp Bắc Minh túm đầu Trần Tinh Huy đập mạnh xuống đất. Trần Tinh Huy vừa mới tới cảnh giới thần hoàng hậu kỳ, hoàn toàn không chống đỡ nổi sức mạnh của Diệp Bắc Minh. Đầu nện mạnh xuống đất. Anh ta vừa định ngóc đầu dậy thì lại bị Diệp Bắc Minh đạp xuống. Bụp! Đầu Trần Tinh Huy nổ tung ngay tại trận. Gia chủ! Những người còn lại của nhà họ Trần sợ rùng mình, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tôi rất không ưa loại ánh mắt kiểu này. Cho nên, các người cũng chết luôn đi, Diệp Bắc Minh lắc đầu, cuốn theo một luồng gió tanh kinh khủng xông tới chỗ đám người nhà họ Trần. Phập, phập, phập. Kiếm khí quét ngang bổ dọc, màu máu ngập trời. Toàn bộ 30 mấy người tu võ của nhà họ Trần đều ngã xuống, Diệp Bắc Minh dẫm lên thi thể của bọn họ, đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi nói lại một lần cuối cùng, tự phế đan điền, để lại một cánh tay thì được rời khỏi đây. Tôi đếm đến 10, ai còn chưa thực hiện yêu cầu của tôi thì đều phải chết. 1, 2, 3. Diệp Bắc Minh mới vừa mở miệng. Lập tức có một nhóm người thu võ không chịu nổi áp lực, Diệp Tông Chủ, chúng tôi biết lỗi rồi. Chúng tôi sẽ tự phế đan điền, tự chặt một tay ngay. Đám người này tự đập mạnh vào đan điền của mình. Đánh nát đan điền trong bụng xong lại tự chém lìa một cánh tay.
Diệp Bắc Minh chẳng buồn nhìn bọn họ lấy một lần, tiếp tục đếm, 5, 6, 7. Càng ngày càng có nhiều con ngươi của người tu võ thu nhỏ lại, bọn họ không còn dám do dự nữa. Tới tấp tự phế đan điền, chém dụng một cánh tay, sau đó nhếch nhác rời khỏi đây. 8, 9, 10. Sau khi Diệp Bắc Minh đếm xong tới 10, vẫn còn thái thượng trưởng lão của mấy tông môn lớn không tự phế đan điền, cũng không hề có ý định tự chém lìa một cánh tay. Ha ha, Chấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, Vạn Thần Tông, vẫn là tông môn của mấy người à? Diệp Bắc Minh cười, lắc đầu. Một vị thái thượng trưởng lão của Độn Thế Thần Tông sầm mặt lại, Diệp Tông Chủ, chúng tôi không hề ra tay, lẽ nào đứng xem đánh nhau cũng có lỗi hay sao? Ông Khưu nói đúng lắm, chúng tôi không hề ra tay, tại sao Diệp Tông Chủ lại muốn giết chúng tôi? Trên đời này làm gì có lý nào lại như vậy, một vị thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Các lên tiếng. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nở nụ cười tựa như thần chết, các ông thật sự không hề ra tay ư. Nhưng tôi đã nhìn thấy các người giết rất nhiều người của Thái Dương Tông tôi. Tất cả hãy chết hết đi cho tôi. Không đợi bọn họ kịp làm gì, Diệp Bắc Minh bất ngờ bùng nổ. Trên người bốc lên một luồng ánh sáng máu, bên trong kiếm càn khôn chấn ngục không ngừng phát ra tiếng rồng gầm, vào khoảnh khắc kiếm càn khôn chấn ngục vung lên rồi chém xuống. Khụ. Diệp Bắc Minh lảo đảo, ho ra một búng máu tươi. Mấy vị thái thượng trưởng lão sững sờ. Ông Khưu cười to, ha ha ha, bảo sao tôi cứ thắc mắc lẽ nào tên nhóc này lại mạnh trái lẽ thường như vậy hay sao? Cậu ta đã bị thương trong lúc đánh nhau với 18 vị Phật tử rồi, hiện giờ chỉ là đang cố gắng chịu đựng mà thôi. Nhân lúc cậu ta bị thương, hãy lấy mạng cậu ta, giết cậu ta đi. Thái thượng trưởng lão của mấy thần tông lớn không chút do dự, tới tấp sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Những luồng sức mạnh bạt vía kinh hồn ập tới. Diệp Bắc Minh lập tức như thể đứng giữa trung tâm cơn lốc. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh lau khô máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu tuét miệng cười một tiếng, ai bảo tôi bị thương. Chẳng qua là thiêu đốt mấy mẩu xương chí tôn, máu tươi sôi trào, không chịu được nên phun ra mà thôi. Thiêu đốt, xương chí tôn. Một tiếng gầm nhẹ. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra uy lực ngập trời, kiếm càn khôn chấn ngục quét ngang. Một luồng sáng máu bùng lên, ngay khi thái thượng trưởng lão của năm thần tông lớn bị ánh sáng máu bao phủ, cơ thể của bọn họ bắt đầu tan chảy như thể chạm phải axit sulfuric. Chuyện gì đang xảy ra? Thân thể của tôi bị ăn mòn. Không. Kiếm càn khôn chấn ngục hít sâu một hơi, cả năm người hóa thành một làn xương máu, bị hút vào trong kiếm càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh lại phun ra một búng máu tươi, rơi từ trên cao xuống. Tiểu sư đệ, Bắc Minh, tông chủ, người của Thái Dương Tông la lên, chạy tới đỡ được Diệp Bắc Minh rơi từ trên cao xuống. Lạc Khuynh Thành kiểm tra thân thể của Diệp Bắc Minh, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, đôi mắt lập tức đỏ hoe, tiểu sư đệ chiến đấu ở cường độ cao, xương nhiều chỗ trong cơ thể bị nứt gãy, kinh mạch bị tổn thương, đan điền cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Đi nào, trở về chữa trị thôi. Mọi người đang định đưa Diệp Bắc Minh về. Đột nhiên, ầm ầm, trên không trung chợt vang lên một tiếng động rung chuyển đất trời, không khí nứt ra một vết rách, một bộ móng vuốt màu vàng kim to chừng vạn trượng thò ra từ khe nứt đó. Một trận cuồng phong nổi lên, Diệp Tâm và Diệp Nặc bị móng vuốt màu vàng kim đưa lên không trung cao. Tâm Nhi, Nặc Nhi, Tôn Thiến và Đông Phương Xá Nguyệt kinh hãi kêu lên. Liền sau đó, móng vuốt màu vàng kim hướng vào sâu trong Thái Dương Tông. Côn Luân Hư Thượng Cổ nhô lên khỏi mặt đất, bị trực tiếp kéo vào sâu trong khe nứt không gian. Biến mất. Chấm. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh cảm thấy toàn thân ớn lạnh kinh sợ. Bản thân ở trong hỗn độn, cơ thể không ngừng phiêu bay. Nơi này là... Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh mở đôi mắt. Một tòa tháp đen cổ xưa sừng sững trong làn khí hỗn độn. Thân tháp xám mờ, vô cùng quen mắt. Tiểu tháp. Diệp Bắc Minh giật mình, thời gian không gian quay ngược lại. Thế giới trong tháp, đây là thế giới trong tháp. Tiểu tháp, thời gian đã quay ngược thành công, tôi thắng rồi. Tôi đã cứu được mọi người, tất cả đều an toàn rồi, tiểu tháp,
cảm ơn ông. Diệp Bắc Minh vô cùng kích động. Bất luận anh lên tiếng thế nào, cũng không có hồi đáp. Tiểu Tháp. Diệp Bắc Minh ngẩn người, tại sao ông không trả lời tôi? Tiểu Tháp. Không biết qua bao lâu, trong đầu vang lên giọng nói âm u, chủ nhân, đừng gọi nữa, chú Tháp đi rồi. Trái tim của Diệp Bắc Minh run lên, kiếm càn khôn chấn ngục. Là cô đang nói sao? Cô nói vậy là có ý gì? Cái gì mà Tiểu Tháp đi rồi? Sốt cuộc là có ý gì? Kiếm càn khôn chấn ngục lên tiếng, chú Tháp dùng sức mạnh càn khôn nghịch chuyển không gian thời gian, đã tiêu tan sức mạnh của mình, sợ rằng. Cái gì? Cảm giác khó thở truyền đến. Tuy trái tim của Diệp Bắc Minh đang đập điên cuồng, nhưng lại cảm thấy mình giống như người chết đuối. Vốn không thể hít thở. Lúc này, anh dường như mất đi một thứ cực kỳ quan trọng, sao lại như vậy? Tiểu Tháp không còn ư? Chủ nhân, chủ tháp tiêu tốn tất cả sức mạnh mới đổi được thời gian quay lại, tâm trạng của kiếm càn khôn chấn ngục suy sụp. Không thể nào. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, Tiểu Tháp thiên hạ vô song, ông ta không gì không làm được. Làm sao ông ấy có thể không còn chứ? Là giả, chắc chắn là giả. Kiếm càn khôn chấn ngục, Tiểu Tháp đang ngủ say đúng không? Cô nhất định có cách gọi tỉnh ông ta đúng không? Cô chắc chắn có cách. Kiếm càn khôn chấn ngục trầm mặc. Không biết qua bao lâu, cô ta như nghĩ đến điều gì, chủ nhân, tôi nhớ ra một chuyện, có lẽ. Nói đi. Diệp Bắc Minh kích động. Kiếm càn khôn chấn ngục nói, tôi thấp thoáng nhớ chủ nhân đời đầu tiên sau khi sáng tạo ra tôi và chú Tháp đã nói, càn khôn chấn ngục, thu thập thiên hạ dị bảo thần binh ngưng tụ sức mạnh càn khôn. Sức mạnh càn khôn bắt nguồn từ bảo vật trong tháp. Chủ nhân. Ban đầu sau khi cậu nâng cao cảnh giới, chẳng phải có thể mở không gian bên trong của chú tháp có được bảo vật sao? Diệp Bắc Minh dường như tóm được điều gì, kiếm càn khôn chấn ngục, ý của cô là. Kiếm càn khôn chấn ngục suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, nếu thu thập các loại dị bảo thần binh đặt vào bên trong cơ thể chú tháp, không chừng có thể ngưng tụ lại được sức mạnh càn khôn. Nếu có đủ sức mạnh càn khôn, không chừng chú tháp có thể quay về. Sắc mặt Diệp Bắc Minh vô cùng ngưng trọng, cô chắc chắn không? Kiếm càn khôn chấn ngục trả lời, đây chỉ là suy đoán của tôi. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, bất luận có phải suy đoán hay không, cho dù chỉ có một phần triệu cơ hội tôi cũng phải thử. Tiểu Tháp, đợi tôi. Chấm. Chuyện xảy ra ở Thái Dương Tông truyền đi khắp cả thần giới giống như động đất. Diệp Bắc Minh chém giết 18 Phật tử. Cho thi thể của họ đỡ cái đầu quỳ bên ngoài sơn môn Thái Dương Tông. Hôm đó, võ giả xuất hiện ở bên ngoài Thái Dương Tông. Tất cả đều bị phế đan điền, từ chặt một cánh tay. Thái thượng trưởng lão của năm thần tông Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, Vạn Thần Tông đều bỏ mạng. Gia chủ của nhà họ Trần Thành chỉ số một của rừng rậm tinh hồn chết thảm. Mấy người của Xích Diễm Cốc tự phế đan điền một cánh tay. Nhếch nhác rời đi. Tin tức được truyền đi, thiên hạ chấn kinh. Ôi mẹ ơi, 18 Phật tử của Kim Phật Tông đó. Đều là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong, mà bỏ mạng dưới tay Diệp Tông chủ như vậy. Ực ực. Rất nhiều võ giả nghe thấy lời này, điên cuồng nuốt nước miếng, 18 thần hoàng đỉnh phong đều bị một mình Diệp Tông chủ giết. Đây chính là sức chiến đấu của hoa tộc thượng cổ sao. Khủng bố quá. Hàng vạn người tự phế đan điền, khí phách này không hổ là con cháu của hoa tộc thượng cổ. Khắp nơi ở thần giới đều bàn tán. Điện thần hoàng, đồng tử của thánh tổ Đoạn Thiên Tuyệt co lại, không nhịn được nhìn về hướng Thái Dương Tông, hắn là quái vật gì? Nếu hắn tiến vào cảnh giới thần hoàng, còn là đối thủ của hắn không? Ở bên khác, sau khi Nguyễn Thanh Từ được biết tin, kích động nhảy lên. Mẹ, là Diệp đại ca. Anh ta đa mạnh như vậy rồi sao? Nguyễn Nguyệt Cầm ngẩn người tại chỗ, nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghiêm trọng, con gái, con thích cậu ta phải không? Mẹ, đâu có. Nguyễn Thanh Từ nũng nịu nói, giọng cũng kéo dài ra. Nguyễn Nguyệt Cầm vô cùng nghiêm túc, nhớ kỹ, con không thể thích cậu ta. Bây giờ không được, sau này cũng không được. Nguyễn Thanh Từ ngẩn người, mẹ, tại sao? Mẹ nói không được là không được. Không có tại sao.
bắt đầu từ bây giờ con chỉ có thể ở trong điện thần hoàng, cố gắng nâng cao cảnh giới đi. Không có lệnh của mẹ, con không được phép đi đâu hết, Nguyễn Nguyệt Cầm quát nói, phất tay áo bỏ đi. Nguyễn Thanh Từ đỏ bừng đôi mắt. Không hiểu tại sao mẹ bỗng nhiên nổi giận. Nguyễn Nguyệt Cầm vẫn chưa rời đi. Trốn trong bóng tối nhìn Nguyễn Thanh Từ một cái, ây, hai người vốn không thể nào. Thanh Từ, đợi đến một ngày con sẽ hiểu, từ khi trong cơ thể con chảy huyết mạch vương tộc, các con đã là người của hai thế giới rồi. Phủ thành chủ ở thành phố Thần. Trước người Nghê Hoàng treo lơ lửng một quả cầu thủy tinh đường kính 1 mét, hình ảnh bên trong lại là Diệp Bắc Minh trong Thái Dương Tông. Lúc này, Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân, trên người huyết quang nổi lên. Từng luồng năng lượng bùng phát giống như đợt sóng xung kích. Ánh mắt Nghê Hoàng quái dị, lại để cậu xông bừa đánh bậy, dung hợp xương chí tôn trong cơ thể ngược lại trong họa được phúc. Cách Thái Dương Tông 10 dặm. 106 bóng hình đứng nghiêm, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Chính là 106 vị đà chủ của Thiên Sát Môn, vẻ mặt dưới mỗi chiếc mặt nạ đều vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm tia sát khí kinh thiên trên không trung Thái Dương Tông. 18 vị Phật tử chết thật rồi. Mức độ sát khí dày đặc này thật đáng sợ, tôi có cảm giác đối diện với tử thần. Diệp Bắc Minh thực sự đáng sợ đến thế sao? 106 bị đà chủ lại không ai dám tiến lên một bước. Cuối cùng, đà chủ thứ nhất lắc đầu, đi thôi, quay về tính kế lâu dài. Buổi chiều hôm đó, một hòa thượng chọc đầu đi trên Phật quang vạn trượng từ phía tây đến, muốn đưa thi thể của 18 Phật tử đi. Gru. Sâu trong Thái Dương Tông vang lên một tiếng rồng gầm. Tiếp đó, kiếm càn khôn chấn ngục từ sâu trong Thái Dương Tông bay ra chém về phía đầu của hòa thượng đó. Một thanh kiếm nát mà thôi, cũng muốn chém tao, hòa thượng hừ lạnh lùng một tiếng. Khí tức của tổ cảnh bùng phát, một cái chén sắt tím vàng bay ra đập về phía một kiếm càn khôn chấn ngục. Choang, một tiếng thanh thúy, chén sắt tím vàng nổ nứt tại chỗ. Huyết long nghiền áp xuống. A, à, đừng, thí chủ, chỉ là hiểu lầm. Hòa thượng kêu thảm một tiếng, hóa thành xương máu tại chỗ. Suýt. Các võ giả lén vây xem phía xa hít khí lạnh, kinh hãi đến bàn chân phát lạnh, trời ơi! Là tổ cảnh đấy sao? Hắn là thánh tổ nào của Kim Phật Tông? Lại bỏ mạng rồi. Có lẽ không phải là tổ cảnh, nhưng ít nhất cũng là bán bộ tổ cảnh, một số ông lão lắc đầu, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Bất luận thế nào, sau này không phải ai muốn ức hiếp Thái Dương Tông thì cũng có thể ức hiếp. Những người này mau chóng bỏ đi. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Những người khác muốn có ý đồ với Thái Dương Tông và Diệp Bắc Minh cũng đều bỏ ý định. Giết liền 18 thần hoàng đỉnh phong, bán bộ tổ cảnh cũng bỏ mạng bên ngoài Thái Dương Tông. Ai dám đi chuốc rắc rối? Cùng lúc đó, sâu trong Thái Dương Tông. Một đám mây khủng bố ngưng tụ trên không trung đỉnh đầu Diệp Bắc Minh, mọi người căng thẳng đứng phía xa quan sát, vốn không dám lại gần. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một đường sấm sét ầm ầm đập xuống, sau đó thiên lôi giáng xuống điên cuồng như mưa rơi. Trong phút chốc nhấn chìm Diệp Bắc Minh, một luồng khí tức diệt thế không ngừng lan rộng, mọi người Thái Dương Tông mở to mắt nhìn chằm chằm tất cả, gần như khó thở. Gru. Sâu trong biển sét vang lên tiếng rồng gầm thét. 9 con ma long màu đen xông ra khỏi biển sét xiết ra ngoài 9 tầng mây, huyết quang ngập trời, giống như ngày tận thế. Ầm. Khí tức cảnh giới đế tôn bùng phát. Lạc Khuynh Thành vui mừng, tiểu sư đệ tiến vào cảnh giới đế tôn rồi. Mọi người còn chưa kịp kích động. Ầm. Một luồng khí tức khủng bố hơn ập đến. Khí tức bán thần, cậu Diệp đột phá cảnh giới đế tôn, đang chuyển hóa thể thần, Vương Yên Nhi ôm miệng. Vừa tăng một cảnh giới lớn, lập tức đã đột phá rồi sao? Gần như sau một lúc. Ầm. Một luồng khí tức khủng bố hơn bùng phát, đánh tan tất cả đám mây đen trên không trung Thái Dương Tông. Lôi kiếp dừng lại. Lại đột phá rồi, cảnh giới chân thần. Vương Yên Nhi kích động đến toàn thân run lên, một buổi tối đột phá 3 cảnh giới lớn, trời ơi! Trong lịch sử cả thần giới chưa từng xảy ra chuyện này. Sốt của cậu Diệp làm được bằng cách nào? Không chỉ cô ta.
Đám người Lạc Khuynh Thành, Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Ly Nguyệt đều vô cùng kích động. Người nào cũng nhìn chằm chằm vào trong lôi quang. Ôi mẹ ơi, Diệp Soái cũng ngầu quá. Lư Quốc Phong cắn răng, nếu tôi ngầu như Diệp Soái thì tốt rồi. Đoạn Nha không khách sáo châm biếm, anh sánh được với một cọng lông của Diệp Soái không? Một cọng lông thôi. Lư Quốc Phong tóm đầu, ầy, không sánh bằng được. Ha ha ha. Mọi người cười ổ lên. Lúc này, lôi quang dừng lại. Một thanh niên tóc đen từ trong đi ra, khuôn mặt vốn tuấn tú lạnh lùng lại trẻ hắn ra, dường như mới chỉ 17-18 tuổi. Cải lão hoàn đồng. Trẻ lại. Mọi người sững sờ. Diệp Bắc Minh cười, mọi người ngây ra đó làm gì? Chồng. Chu Nhược Giai nhào vào lòng Diệp Bắc Minh đầu tiên. Sau đó là đám người Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Ly Nguyệt. Các cô gái Vương Yên Nhi, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Tiêu Tiêu, Mạc Đình Đình tỏ vẻ mặt ngưỡng mộ, họ vẫn chưa thực sự trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Tạm thời không dám nhào đến. Nhưng họ thực sự rất muốn. Trong khoảng thời gian tôi bế quan dưỡng thương, tình hình của Thái Dương Tông thế nào? Diệp Bắc Minh hỏi. Lạc Khuynh Thành đi đến, rất an toàn, không có võ giả nào dám tiến vào phạm vi bán kính 10 dặm Thái Dương Tông. Hôm qua Kim Phật Tông có một lão hòa thượng đến, muốn đưa thi thể của 18 Phật tử đi. Lại bị kiếm Càn Khôn Trấn Ngục ra tay chém giết. Đương nhiên Diệp Bắc Minh biết việc này. Lúc chiến đấu với 18 vị Phật tử, anh thiêu cháy xương Chí Tôn bùng phát. Lại kinh ngạc phát hiện, sau khi thiêu cháy xương Chí Tôn, toàn bộ sức mạnh lại dung hợp vào trong thân thể của anh. Vậy nên, nhân thời gian bế quan dưỡng thương, anh đã dung hợp toàn bộ xương Chí Tôn. Ngay cả 6 chiếc long cốt Chí Tôn có được từ chỗ Đường Hạo cũng bị Diệp Bắc Minh cùng dung hợp vào máu thịt thân thể. Hiện giờ độ mạnh cơ thể anh đã đạt đến một mức độ khủng bố. Sao không thấy Tâm Nhi và Nặc Nhi, Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Nụ cười trên khuôn mặt mọi người đều biến mất. Vẻ mặt Đông Phương Xá Nguyệt đầy lo lắng, Bắc Minh, hôm đó sau khi anh hôn mê, có một sinh vật khí tức khủng bố xé rách không gian, thò ra một bộ vuốt màu vàng kim đã bắt Tâm Nhi và Nặc Nhi đi. Ngay cả Côn Luân Hư Thượng Cổ cũng bị sinh vật đó mang đi. Diệp Bắc Minh sầm mặt. Lúc lục soát thần hồn của 13 Phật tử, anh đã thấy vật này. Chẳng lẽ sau khi thời gian không gian quay ngược lại, chuyện này vẫn xảy ra? Lúc này, giọng của kiếm Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, chủ nhân, sinh vật này tên là Đại Bàng Cánh Vàng, được sinh ra từ trong hỗn độn. Tốc độ của nó cực nhanh, có thể xuyên qua các bức vách bức tường giữa vạn giới, Tâm Nhi và Nặc Nhi bị nó bắt đi, sợ rằng không thể tìm được trong chốc lát. Tôn Thiến lo lắng tiến lên, Bắc Minh, anh nhất định phải cứu con gái của chúng ta. Diệp Bắc Minh ôm cô ấy, yên tâm, thứ nhất, anh không cảm nhận được Tâm Nhi và Nặc Nhi gặp nguy hiểm. Thứ hai, Đại Bàng Cánh Vàng còn mang đi cả Côn Luân Hư Thượng Cổ. Anh cứ cảm thấy, có lẽ nó có liên quan đến Hoa Tộc Thượng Cổ. Nếu Đại Bàng Cánh Vàng muốn hại con gái, vốn dĩ không cần đưa đi, có lẽ các con gái sẽ không gặp nguy hiểm. Tôn Thiến hơi yên tâm, thật không? Diệp Bắc Minh gật đầu, không có tháp Càn Khôn Trấn Ngục, bây giờ anh không thể tìm kiếm tung tích của các con gái. Bây giờ ảnh chỉ có một suy nghĩ, tìm được một món dị bảo. Đặt vào trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục, xem có phản ứng không? Yên Nhi. Diệp Bắc Minh chuyển chủ đề. Vương Yên Nhi đi đến, cậu Diệp, có Yên Nhi. Diệp Bắc Minh nói thẳng. Nếu bây giờ tôi muốn một món dị bảo, đẳng cấp càng cao càng tốt. Có cách gì hoặc con đường tắt nào để có được nhanh nhất không? Vương Yên Nhi không biết tại sao bỗng nhiên Diệp Bắc Minh lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc, cậu Diệp, thủ đoạn có được dị bảo nhanh nhất chỉ có một, đó là dịch bảo các của nhà họ Trương. Hơn một nửa giao dịch lớn nhất cả thần giới đều được nhà họ Trương bao trọn, hơn nữa nhà họ Trương gần như cứ 10 năm sẽ cho ra một món dị bảo trong di tích thượng cổ. Dị bảo trong di tích thượng cổ xuất hiện lần trước cũng sắp được 10 năm rồi. Cho nên, có lẽ dị dạo này dịch bảo các rất náo nhiệt. Đi, đến dịch bảo các. Chấm. Cùng lúc đó, phủ thành chủ thành phố thần. Một hạ nhân đưa đến một miếng ngọc,
chủ nhân, của Thái Dương Tông đưa đến. Ồ! Nghe Hoàng hơi bất ngờ, nhận lấy miếng ngọc bội, truyền thần lực vào trong. Bên trong lập tức vang lên giọng của Diệp Bắc Minh, giúp tôi tìm người canh giữ sơn môn Thái Dương Tông, hoặc là đích thân cô đến cũng được. Một câu nói ngắn ngủi. Nghe Hoàng ngẩn người, chỉ vậy thôi, hết rồi. Trên khuôn mặt của cô ta lóe lên tia lửa giận, đâu có ai xin giúp đỡ như vậy. Là thế nào chứ? Bản tiểu thư đã sống lâu như vậy, chưa từng thấy người nào như anh ta. Ai đồng ý giúp anh chứ? Còn giúp anh trông coi Thái Dương Tông, anh coi tôi là ai hả? Hừ, tôi không giúp anh đâu, anh cũng chẳng là gì của tôi. Nghe Hoàng tức đến bóp vỡ miếng ngọc bội. Một lát sau, cô ta bực bội khó chịu. Làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. Trong đầu vẫn luôn vang vọng câu nói đó của Diệp Bắc Minh, được rồi, cô thắng rồi. Lão Khâu, ông đến Thái Dương Tông một chuyến, bất luận là ai muốn gây bất lợi cho Thái Dương Tông, giết không tha. Rõ. Trên hư không vang lên giọng nói, sau đó yên tĩnh trở lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.